Khôi rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục tiểu thuyết được phát trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, tiểu thuyết được mang tên Tại Tôi. Khôi dự định làm tiểu thuyết này trong vòng 2 tập, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu đã hiểu, vì ngọn lửa ái tình nó đốt lòng cháu, nên cháu tự chuyên mà cưới vợ, không chờ mệnh lệnh của cha mẹ. Cháu lỡ phạm đến gia pháp thì cháu đã lạy lục năn nỉ hết lời, mà khẩn cầu má cháu tha lỗi cho cháu. Cháu thành tâm chịu lỗi, có trước mặt cậu nghe thấy rõ ràng. Tiếc gì má cháu thuộc về lớp lớn, cố chấp những thành kiến cũ của gia đình xã hội thái quá, không muốn thấu hiểu tâm hồn chủ trương của lớp nhỏ, nên má cháu đành đoạn tình mẫu tử, đành đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà. Cậu hiểu cái ốc của lớp nhỏ, nên cậu đã không quở trách cháu, mà cậu lại còn can gián giùm cho má cháu bớt giận. Thái độ của cậu đối với vợ chồng cháu thiệt là đáng kính đáng phục. Nó khắc ghi trong đầu vợ chồng cháu, dầu trăm ngàn năm cũng chẳng phai chẳng lợt. Hồi khuya hôm qua, lúc cháu đau lòng rơi lụy mà giác trương bước ra cửa ngõ, sắp lìa khỏi cái nhà của tổ phụ là chỗ ngày xưa, cháu mở mắt lần đầu mà thấy đời, là chỗ cháu đau đớn ôm cha cháu mà khóc khi cha cháu thở hơi cuối cùng, là chỗ chất chứa những kỷ niệm đầm ấm về đời thơ ngây của cháu, mà cũng là chỗ hiện nay đang ra vô trong mày một mẹ già mà vợ chồng cháu thương yêu kính trọng chẳng có chi bằng. Thì vợ cháu có khuyên cháu nên ra nhà cậu mà trình cho cậu hay rồi sẽ đi. Lúc ấy trí cháu bối rối, lòng cháu lạnh tanh, cháu chẳng còn biết quấy phải, chẳng còn kể thân tộc, nên cháu lắc đầu rồi đi luôn. Dường như cháu lật đật tránh xa cái luồng không khí nặng nề của đất Thới An vậy. Sớm mai, bà cả Kim ngồi tựa tại bộ dáng cẩm lai lót giữa cửa sổ mà uống trà. Con Tý là đứa tớ gái của bà, hai tay cầm cây chổi cứ lum khum quét nhà. Nó quét bụi bay ngang qua mấy ánh mặt trời dội vô kẹt cửa, coi như mấy làn khói chứa trăm ngàn di trùng nhảy múa tưng bừng. Còn chú Hưng là đứa tớ trai mặc có cái quần ngắn ở trần đưa lưng đen cháy. Chú ở ngoài giường, chú tát nước dưới mương lên đám trầu trồng bên trái nhà mà tưới. Tiếng nước dội lên lá trầu nghe ào ào. Tuy tôi tới trong nhà ra ngoài giường làm nhộn nhịp như vậy, mà bà cả tay bưng chén nước trà hớp mà uống, mắt ngó sững ra ngoài sân. Bà không để ý đến con quét nhà với chú tưới trầu, mà bà cũng không thèm nói chuyện với Hữu Nhơn là cháu ngoại của bà, mới lên 5 tuổi, đứng sẩn bẩn trước mặt bà mà dở ổ trầu, xoay bình vôi lộn xộn. Trí bà đương dẫn dơ cõi ngoài. Thình lình, tên Hứa là lính trạm của sở dây thép Ô Môn ngừng xe máy ngoài cửa ngõ, dựng cái xe giữa cánh cửa, rồi xăm xăm đi vô sân. Bà thấy mà bà tưởng lính trạm đến nói chuyện chi đó với rể của bà là xã trưởng Trần Hữu Nghĩa. Bởi vậy, bà cũng không để ý đến. Tên Hứa bước lên thềm, tay ngã nón, tay móc túi, miệng nói: "Thưa bà, có dây thép gấp đánh lại cho bà đây." Bây giờ bà cả mới định tâm lại mà hỏi: "Dây thép của ai đó vậy?" "Thưa, nghe ông chủ sự nói dây thép của ông đốc học đánh về cho bà." "Ý, vậy hay sao? Không biết nó đánh dây thép nói giống gì vậy kìa." "Ông đốc học đánh dây thép cho bà hay rằng ông về tới, chớ chẳng có việc chi quan hệ." "À, vậy hả? Làm tôi tưởng có việc gì á, tôi hết hồn." Tên Hứa liền để một cái bao giấy màu xanh trên ô trầu trước mặt bà cả. Bà cả hớn hở hỏi nữa: "Mỗi lần có thơ hay dây thép, tôi thường thay trạm làng Thới An đi phát mà. Sao bữa nay em lại đem dây thép?" "À, thưa phải, ở ngoài rạch gốc đây thuộc về làng, nên thơ tự thuộc về làng phát. Xong ông chủ sự thấy dây thép gấp, nên để chờ tới trưa mà gửi theo trạm làng thì sợ trễ, nên ông sai tôi đem liền ra cho bà." "Ông chủ sự dây thép tử tế quá. Em về, nói qua cảm ơn chủ sự nghiêng." "Dạ, thưa bà, tôi về." "Ừ, qua cũng cảm ơn em lắm." Tên Hứa vừa bước ra khỏi cửa thì Hữu Nhân thò tay lấy dây thép liền. Bà cả lật đật giật lại và nói: "Ý, đừng có lấy con, dây thép của cậu ba con đánh về đó."
con vô buồng coi xem cha con thức dậy chưa, rồi thì kêu ra đây, coi giùm dây thép cho bà ngoại một chút. Đi đi con, dễ biểu rồi á, bà ngoại cưng. Hữu Nhân nói giọng trùng trần. Con đi kêu cha, rồi ngoại cho con giống gì? Con muốn giống gì á, ngoại cũng cho hết. Ngoại biểu chị tí bồng con vô chợ chơi nghe không? Ừ, chịu mát rồi ngoại cho đi. Hữu Nhân mừng nên đâm đầu chạy vô buồng. Cô Phụng là con gái thứ hai của bà cả, mẹ của Hữu Nhân ở nhà sau đi lên, đầu tóc láng nhú, vừa gặp con thì cản lại nói. Đừng có chạy con, chạy té chết. Hữu Nhân cười rồi gỡ tay mẹ mà chạy vô buồng. Cô Phụng ra trước, thấy bà cả ngồi có một mình thì hỏi. Nghe má nói chuyện với ai trên này mà sao không có ai hết vậy? Có lính trạm của ông chủ sự dây thép, sai đem dây thép cho má, chớ có ai đâu. Dây thép gì? Dây thép của thằng ba đánh nói nó về. Dây thép đây. Con coi á, thằng xã có thức dậy thì biểu nó coi thử coi thằng ba nói về mà chừng nào về tới. Bà lấy dây thép trao cho con, cô Phụng cầm đi vô buồng một chút thì Hữu Nhân ra. Vì ngủ mới dậy nên mặt mày còn bí sị, bộ đồ hàng trắng bận trong mình nhầu nhè hết. Hữu Nhân đứng mở dây thép ra coi, vợ con đứng một bên, chàng coi rồi nói rằng. Cậu ba nói cậu về tới Sài Gòn rồi, buổi sớm mai cậu sẽ tới nhà, dây thép đánh tại Sài Gòn hồi 6 giờ chiều hôm qua. Vậy thì nội buổi sớm mai này cậu sẽ về tới. Bà cả têm trầu mà ăn, bộ vui vẻ lắm. Bà nói, sớm mai, nó làm sao mà về tới được? Thường thấy họ đi Sài Gòn, họ về xe đò, quá 12 giờ trưa họ về mới tới. Hữu Nhân nói, thưa phải, xe thơ 10 giờ rưỡi xuống tới Cần Thơ. Như cậu ba về tới đó, cậu mướn xe location mà về liền, không chờ xe đò thì chừng 11 giờ cậu về tới nhà được. Bà cả suy nghĩ rồi nói, vậy thì tới Sài Gòn, nó mướn phức một chiếc xe hơi, nó về cho máu. Hữu Nghĩa trở vô trong mà rửa mặt. Cô Phụng dắt con lại ngồi trên gián mà nói rằng, má tưởng mướn xe hơi trên Sài Gòn mà về dưới Ô Môn rẻ lắm hay sao? Tốn ít nào cũng 25-30 đồng bạc. Tốn bao nhiêu thì tốn chứ. Con Thịnh nó đi chợ rồi hay chưa? Chị đi chợ hồi tảng sáng, đâu có để tới bây giờ mà hỏi. Thôi, con đi tiếp vô chợ, mua thêm thịt cá nấu nướng cho nó về ăn. Để má sai bày trẻ, đi mời anh Chánh Bái với cậu hội đồng vô ăn cơm chơi mà mừng cháu. Nó ở ngoài Bác Việt hơn một năm nay. Nó ăn uống cực khổ, chắc nó thèm đồ trong mình lắm. Con bận áo mà đi chợ đi con. Con mua đồ thêm đặng cho con Thịnh nó bưng về luôn thể. Cô Phụng trở vô buồng đặng thay đồ đi chợ, mà sắc mặt cô không vui. Hữu Nghĩa rửa mặt rồi ra ngồi tại ghế giữa mà hút thuốc. Hữu Nhân sẩn bẩn đứng một bên. Bà cả vô nhà trong, biểu con Tí nấu nước sôi, rồi bắt một con vịt tơ cho thiệt mập mà làm thịt. Bà lại kêu chú Hưng mà sai đi mời ông Chánh Bái Thành là anh chú bác với ông cả, và mời thầy hội đồng quyền là anh em ruột của bà. Bà dặn chú Hưng, mày đi mời thì nói lát nữa đây cậu ba đốc học về tới, nên mời hai ông vô ăn cơm nói chuyện chơi, nhớ nói cho rành như vậy. Bà cả Kim quá chồng hơn 10 năm rồi, bà làm chủ một sự nghiệp lớn của chồng để lại. Mỗi năm huê lợi ruộng bà thâu góp trên 20.000 giả lúa. Bà chỉ có hai người con. Con gái lớn là cô Phụng, năm nay 28 tuổi, tuy có chồng, song cũng ở chung với bà. Con trai nhỏ là Lý Như Thạch, năm nay 24 tuổi, học trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội. Năm ngoái thi đậu, rồi nhà nước cấp bằng cho làm giáo sư tại Bắc Việt. Bà thương nhớ con, lại nghĩ nhà giàu lớn, giàu con không làm việc, cũng không đói rách mà lo. Nên bà viết thơ, biểu con xin đổi về Nam Việt, nếu như xin đổi không được, thì xin từ chức đặng về cưới vợ rồi ở nhà cai quản ruộng vườn. Như Thạch về đó là vì dâng lời mẹ nên xin từ chức giáo sư mà về cho mẹ vui lòng. Bà cả tin con về thì bà hớn hở trong lòng, nên cứ đi lên đi xuống nhà sau hoài, bà ngồi không yên chỗ. Còn Hữu Nghĩa thì cứ giỡn với con như hàng ngày, không thấy chàng lộ sắc vui hay là buồn chút nào hết. Ông Chánh Bái Thành ở gần nên được tin mời thì ông tới trước. Tuổi vừa quá 50, tóc đã bạc hoa râm, mà răng còn chắc, sức còn mạnh. Ông mặc một cái áo xuyến đen dài, dai dắt khăn bàn lông, chân mang giày hàm ếch. Ông vừa ngồi thì liền hỏi bà cả.
Thằng ba nó về tới hồi nào? À, nó chưa về tới. Nó đánh dây thép cho hay, sớm mơ này nó tới mà chưa chắc giờ nào. Bất nhân dữ hồn. Vậy mà thằng Hưng á, nó nói ấp úng. Tôi tưởng thằng ba đã về tới rồi chứ. Chắc 11, 12 giờ nó về tới. Tôi sai đi mời anh lại trước, đặng nói chuyện chơi. Lúa của thím nó đã thâu góp xong hết hay chưa? Thằng xã nó coi, thâu góp xong hết rồi. Năm nay, trong rạch Ba Rích coi thất bộn. Vậy mà sở ruộng của thím nó ở trong đó, góp lúa mướn có đủ hay không? Sở đó nó góp thiếu chút đỉnh. Năm nay có sở đó góp thiếu. Còn mấy sở ở Thái An, Phước Thới, Thới Thạch, Ô Môn, Định Môn, nó góp lúa đủ hết. Lúa ruộng của thím nó trên 20.000 dạ. Lại năm nay lúa coi mọi có giá. Nên giàu có góp thiếu chút đỉnh cũng chẳng thiệt gì lắm à. Ông Chánh Bái Thành thấy Hữu Nghĩa lại đứng rót nước trà trước mặt ông thì ông hỏi. Cháu giao mộc cho xã mới xong. Thưa xong rồi. Nghe nói hội tề muốn cử cháu làm chức hương thân mà cháu chạy phải hôn. Thưa phải. Cháu làm xã trưởng tới 2 năm mệt mỏi quá nên cả chủ cử cháu lên hương thân. Cháu chạy. Nhà đơn chiếc trong ngoài gì cũng một mình cháu. Cháu giúp việc làng 2 năm nghĩ cũng đủ rồi. Để cháu ở ngoài đặng thông thả mà lo việc nhà. Có thằng ba nó về đây á thì nó chia lo với cháu. Chắc cháu khỏe được một chút. Bà cả cười và đáp thế cho con rể. Thằng ba từ nhỏ chí lớn nó mắc đi học, có biết tới việc ruộng đất gì đâu. Dầu nó có về ở nhà, bất quá nó coi sóc trong nhà. Còn gì cho mướn ruộng hay là góp lúa thì tôi cũng phải giao cho vợ chồng thằng xã, chứ giao cho nó sao được. Nó học giỏi lại lớn rồi, có việc gì mà nó làm không được. Hồi mới tự nhiên nó sẽ bỡ ngỡ, mà làm chừng 1-2 năm thì nó quen chứ gì. Ý, anh không biết tánh ý nó. Thằng kỳ cục lắm. Hễ ai năn nỉ nó thì nó siêu lòng liền. Giao cho nó đi góp lúa, chẳng khỏi tá điện họ giật họ ăn hết à. Thím nói chơi, chơi giật sao được. Thằng ba nó hay thương người ta. Hễ thấy ai năn nỉ thì nó siêu lòng. Ấy là gì nó có lòng nhân, mà nó học giỏi. Có phải nó khờ dại gì hay sao mà giật của nó được. Nó có tánh hễ thấy nhà nghèo thì nó thương. Ở đời này mà đụng đâu thương đó, họ lột da chứ phải chơi sao. Đang nói chuyện tới đó, kế thầy hội đồng quyền bước vào. Thầy bận áo dài, mang giày tay, đội nón trắng, dốc cao lớn, mép có râu, nên tướng mạo coi mạnh mẽ lắm. Bà cả, ông Chánh Bái với Hữu Nhân đều chào mừng. Thầy hội đồng ngồi tại ghế giữa với ông Chánh Bái rồi nói. Chắc thằng ba nó xin từ chức được rồi nên nó mới về đó. Bà cả gật đầu mà đáp. Ừ, nó xin thôi được rồi hôm tháng trước lận mà. Hôm trước nó có gửi thơ cho tôi nè, nên tôi biểu thằng xã mua man giác gửi cho nó 200 đồng bạc, đặng nó về đó. Nó về tới Sài Gòn rồi, nó đánh dây thép nói sớm mai này nó về tới nhà phải không? Ừ, chắc nó mướn xe location nó về. Không biết nó mướn xe mà về hay là nó đi xe đò. Tánh nó lôi thôi lắm, sợ nó hà tiện đi xe đò, nó về trễ quá. Nếu đánh dây thép nói sớm mai về tới thì chắc không phải đi xe đò đâu. Thôi, nó về thì chỉ lo cưới vợ phước cho nó, đặng nó coi sóc việc nhà cho chị. Để thủng thẳng mà kiếm chỗ cho xứng đáng chứ, hối tóc quá sao được. Chị dắt nó đi coi thầy quan cai, như nó đành thì cưới liền cho nó đi. Nghe nói con thầy cai, nước da không được trắng, sợ nó chê chứ. Ôi, cưới vợ mà cần gì đen trắng, nhân nghĩa mới quý. Chớ nước da mà quý gì, nhà thầy cai là nhà có đức mà lại sang trọng nữa. Chị làm xui chỗ đó thì xứng đáng biết chừng nào. Ông Chánh Bái cười mà nói. Nội đây bà con mình mà thôi, nên mình nói lén mà nghe. Thầy cai làm coi rầm rộ như vậy chứ không giàu. Tôi nghe nói ông chủ Hinh bên Bò Hút, ổng có 2 đứa con gái mà ổng giàu lớn lắm. Thím cả hỏi tuổi rồi đi coi, như được thì làm xui chỗ đó, sau thằng ba nó mới nhờ nhiều. Thầy hội đồng chút râu mép và trợn mắt ngó ông Chánh Bái mà nói. Gia tài của chị cả đây, thằng ba nó ăn cả đời cũng không hết. Cần gì phải kiếm vợ giàu, nó chọn chỗ rân rác, có nhân đức, thiên hạ tùng phục thì tốt hơn. Mình giàu mà kiếm thế làm giàu hơn nữa thì càng quý chứ có hại gì. Phải, giàu thêm chừng nào càng quý chừng nấy. Nhưng mà phải biết nhân nghĩa, phải được lòng dân tùng phục thì mới sang.
chứ giàu nhiều mà thiên hạ khinh thị thì giàu có ích chi đâu. Ôi, đời này hễ có nhiều tiền thì quý, ai cũng phải kiêng nể hết thảy, làm ông gì cũng không bằng ông tiền. Bà cả thấy hai người cãi với nhau, bà bèn xen vô mà nói đặng hết cãi nữa. Hai người nói nghe phải hết à, giàu thì quý, mà sang cũng quý, bởi vậy hôm nay tôi tính muốn kiếm chỗ giàu mà cũng sang nữa, đặng làm xui, mà tôi kiếm chưa ra, để thủng thẳng tôi dò hỏi thêm nữa coi. Thầy hội đồng nói, nếu được như vậy thì quý biết chừng nào, ngạc tôi sợ mình muốn đặng cãi về chì về chài thì khó lắm chơ. Cô Phụng đi chợ về tới, vì đi ngoài nắng nên mặt đổ mồ hôi, má ửng đỏ âu. Cô chào bác với cậu rồi đi thẳng vô trong nhà mà thay áo rửa mặt. Thầy hội đồng ngó theo cháu mà nói, chị cả hạ tiện quá, không dám mua một cái xe hơi để mà đi à? Bà cả đáp, hai, tôi ít hay đi, sắm xe hơi tốn hao chứ có ích gì. Tại không có xe nên chị không đi được, nếu có sẵn xe tự nhiên chị đi chơi chứ gì. Sắm một cái xe hơi để đi Cần Thơ, hoặc chiều chiều đi vô chợ Ô Môn mà chơi, tốn bao nhiêu đâu mà sợ. Chị thấy không, tại không có xe nên con hai đi chợ dễ, coi nó mệt nhừ à. Thôi, để thằng Thạch về, rồi tôi sẽ mua một cái xe. Nhà chị phải có một cái xe hơi coi mới được, họ mới có 5-7 ngàn giả lúa mà họ còn sắm xe rần rần. Huống chi là chị huê lợi trên 20 ngàn mà không dám sắm à. Phải sắm xe hơi đi, làm xui mới dễ coi. Đời này họ ưa loè loẹt bên ngoài, mình phải làm theo thiên hạ, mới khỏi họ khi. Sắm thì sắm chứ sao? Hữu Nghĩa ngồi tại bàn viết, nãy giờ không nói chuyện. Chừng nghe mẹ vợ chịu mua xe, thì chàng dây lại mà nói. Mấy năm nay con muốn thưa với má mua một cái xe để má đi chơi cho thông thả, mà con không dám nói. Má mua xe để đi Sài Gòn chơi với người ta, tốn hao gì lắm đâu mà lo. Sắm xe rồi á, con tập cầm tay bánh, con đi với má, khỏi mướn shopper. Bà cả cười mà đáp. Để thằng Thạch về đây á, rồi hay. Ông Chánh Bái hỏi bà cả. Thằng ba nó thôi làm đốc học, nó về nhà ở vậy á, mà thím có tính cho hai vợ chồng thằng xã ra ở riêng, hay là cũng để ở chung nữa. Bà cả ngồi têm trầu, bà suy nghĩ một chút, rồi mới đáp. Việc đó tôi chưa tính, nhà rộng mênh mông, nó ở chung hết cũng được. Thiếm nó có hai đứa con, để ở chung cũng được. Nhưng mà con một ngày một lớn, tôi tưởng cũng nên sắm nhà cửa cho mỗi đứa một ngôi riêng thì tốt hơn. Tôi có một miếng đất ngoài rạch Bà Sử á, lại có một miếng nữa trong rạch Cái Tác. Hai miếng đất đó tốt lắm, rộng lớn, cao ráo, mà lại giữa lộ nữa. Như con á, nó muốn ra riêng và muốn ở miếng đất nào thì tôi cất nhà cho nó ở, có khó gì. Cuộc đất chủ nhà đây cũng còn rộng, đốn bớt cây rồi cất thêm một cái nhà phía mặt trời lặn đây cũng được. Ý, không được đâu, cất thêm nữa rồi chật hẹp quá. Tôi chịu không nổi. Cô Phụng ở trong bước ra. Thằng ba nó về, má cưới vợ cho nó rồi, má cất nhà riêng cho nó ở. Con ở nhà này, chứ con không chịu đi ở chỗ nào khác. Thầy hội đồng quyền châu mày ngó cô Phụng mà nói. Nhà này là nhà tổ phụ để lại. Thế nào sau cũng phải lập bàn thờ. Thằng ba là trưởng nam, tự nhiên nó phải ở đây, chứ đi ở chỗ khác coi sao được. Cháu ở đây từ nhỏ chí lớn đã quen rồi, cháu không chịu đi ở chỗ khác. Cháu không chịu cũng không được, con gái mà dành ở nhà thờ nổi gì. Cô Phụng nghe mấy lời ấy thì sụn mặt, lộ sắc bất bình. Cô bước lại đứng trước mặt mẹ têm trầu mà ăn. Bà cả cười và nói. Con nhỏ này nó có chịu rời tôi ra đâu. Không phải nó dành ở nhà thờ, tại nó không muốn xa tôi chứ. Bà lại ngó cô Phụng và nói, con xuống bếp coi bầy trẻ nấu nướng riết đi, nghe không con? Chờ tới 11 giờ, nhưng nó về chưa tới, thì cũng dọn cho bác và cậu con ăn trước, chứ nếu trễ quá sợ đói bụng. Cô Phụng đi xuống nhà bếp. Thầy hội đồng quyền dây qua ngó Hữu Nghĩa mà nói, xã, cháu nghĩ lời cậu nói đó nhằm có lý hay không? Vậy mà coi bộ, vợ cháu nó phiền cậu quá. Thưa, lời cậu nói đó đúng đắn lắm chứ. Con gái mà ở nhà thờ sao được. Vợ cháu nó sợ xa má cháu, nên nó cãi đó. Như sợ xa thì kiếm mua thêm một miếng đất gần đây mà ở. Như sợ ở nhà khác, không tốt bằng nhà này, thì thưa với chị cả, cất cho một cái nhà khác cũng đẹp như vậy. Chứ thằng ba là trưởng nam,
mà biểu nó đi chỗ khác mà ở thì trái đạo quá. Thưa, cậu nói phải lắm. Như muốn ở gần á, thì có miếng đất của biện hiệu sát một bên đây. Má cháu biểu biện hiệu để miếng đất đó lại cho cháu, đặng cất nhà cho vợ chồng cháu ở cũng được. Nếu biện hiệu dục dạc á, bất quá mình trả giá mắc một chút. Ừ, làm như vậy thì xong quá. Trong nhà đương nói chuyện, bỗng nghe có tiếng xe ở phía trong chợ chạy ra. Ai nấy đều ngó chừng ngoài lộ. Cái xe hơi chạy chậm chậm, rồi ngừng ngay cửa ngõ. Thầy hội đồng quyền nói: "Ờ, thằng ba nó về tới kìa. Chắc nó mướn xe trên Sài Gòn về, nên nó mới tới đây sớm chứ gì." Thầy vừa nói, vừa bước ra cửa. Ông Chánh Bái Thành với Hữu Nghĩa cũng đứng ra mà ngó. Bà cả với cô Phụng cũng tiếp ra nữa. Lại có Hữu Nhân chạy theo níu áo bà ngoại. Chauffeur mở cửa xe, Như Thạch bước ra. Trong xe lại có một người đàn bà mặc áo xanh dương cũng sửa soạn bước ra. Như Thạch đợi người đàn bà xuống xe rồi, hai người mới kề vai nhau mà đi vô sân. Người đàn bà ấy hình dung tuấn tú, tướng đi dịu dàng, gương mặt sáng rỡ. Chừng hai người vô gần tới thềm nhà thì thầy hội đồng quyền hỏi: "Cháu mướn xe location trên Sài Gòn cháu về hay sao nên tới sớm dữ vậy?" Như Thạch đáp: "Thưa, anh Huyện Khoan là bạn học của cháu hồi trước, ảnh cho xe nhà của ảnh đưa cháu về." Nãy giờ bà cả đứng ngó cô bận áo xanh trân trân. Chừng Như Thạch dắt cô ấy bước vô tới hàng ba nhà, chàng chưa kịp nói tiếng chi hết thì bà hỏi rằng: "Cô này là ai?" Như Thạch với cô nọ cúi đầu chào bà cả, rồi Như Thạch đáp: "Thưa má, người này là vợ của con, tên Nhung, người Bắc Việt." Bà cả biến sắc, mà những người đứng đó ai nấy cũng đều ngẩn ngơ hết thảy. Bà cả liền xoay lưng trở vô. Như Thạch chỉ má, nói nhỏ với cô Nhung: "Má đó." Chàng lại dây qua mấy người kia mà nói tiếp: "Còn đây là bác hai, đây là cậu năm, đây nữa là anh hai với chị hai mà qua thường nói với em đó." Cô Nhung chắp tay cúi đầu chào mỗi người. Cô có cái dáng yểu điệu, cái dốc thanh nhã, lại thêm gò má ửng hồng, hai môi như thoa son đỏ, chân mày cong vòng lại nhỏ rớt. Nhưng mà cô chào thì ai nấy đều làm lơ, không có một tiếng ừ hử chi hết, rồi lại thủng thẳng rút đi vô nhà. Như Thạch thấy chú Hưng đứng sớ rớ trước sân thì kêu mà biểu ra xe vác cái rương và vali đem vô nhà. Chàng lại kêu chauffeur vô, rồi móc túi lấy ra hai tấm giấy bạc mà nói: "Xăng còn đủ về phải không? Thôi, tôi cho anh 10 đồng bạc đây, đặng anh qua chợ ăn cơm và về dọc đường trả tiền đò. Anh về thưa lại giùm với ông huyện bà huyện rằng tôi cảm ơn hai ông bà lung lắm nghen." Chauffeur lấy tiền rồi xá mà ra về. Như Thạch dắt cô Nhung vô nhà. Thấy mẹ ngồi tại bộ dáng giữa cửa sổ thì bước lại nói rằng: "Thưa má, con cưới vợ mà con không thưa cho má hay trước thì con có lỗi với má nhiều lắm. Bây giờ má muốn hành phạt con nặng nề cách nào con cũng cúi đầu mà dâng chịu. Nhưng nếu mà má biết rõ tâm sự của hai con thì chắc má sẽ động lòng mà tha thứ. Để thủng thẳng rồi con sẽ thuật lại hết công chuyện của con cho má nghe." Bà cả khoát tay mà đáp: "Thôi thôi, đừng có nói gì hết, tôi không muốn nghe đâu." Như Thạch tuy thấy mẹ giận, song chàng không ngã lòng, cứ nói tiếp: "Thưa má, con có lỗi với má nên má giận. Bởi vậy dầu má quở trách thế nào con cũng dâng chịu hết. Còn vợ con có lỗi thương con mà thôi, cái lỗi ấy cũng tại con mà ra. Vậy con cúi xin má đừng giận lay tới nó mà tội nghiệp. Má vui lòng để cho nó lại mà làm lễ ra mắt mẹ chồng." Bà cả xoay lưng dãy dụ đưng đựng trên ván mà la lớn rằng: "Tôi không phải mẹ chồng của ai hết. Thôi đi, thôi đi, đừng có nhiều chuyện. Tôi không biết mặt nào hết. Ông cả ơi, sao ông không sống á, đặng ông thấy công chuyện nhà. Ông chết sớm như vậy hử?" Như Thạch đứng ngó cô Nhung, chàng lắc đầu rưng rưng nước mắt. Cô Nhung đợi bà cả êm rồi, cô mới nhỏ nhẹ nói rằng: "Thưa má, phận con là gái mà con lấy chồng, con không chờ mệnh lệnh cha mẹ chồng mang trầu câu tới cưới thì tánh tình con coi hèn mạt lắm. Nhưng vì hoàn cảnh áp bức, má ở xa xôi không thể nào ra đến Hà Nội mà chủ trương lễ cưới. Tại con yêu anh Như Thạch, không thể nào con lìa ảnh được, nên con chẳng quản tiếng thị phi, con đánh bạo theo ảnh vào đây. Con lại má xin má tha thứ cho con." Cô Nhung nói chưa dứt lời thì cô đã ngồi bẹp dưới gạch cúi đầu mà lạy. Bà cả hứ một tiếng, rồi bà vội vàng đứng dậy, mang giày, ngoe ngoải đi vô buồng.
Cô Nhung đứng dậy liếc mắt ngó chồng, tỏ ý muốn hỏi coi còn phải làm cách nào nữa đặng cô làm cho mẹ chồng hết giận. Như Thạch bước lại chỗ ông chánh bái và thầy hội đồng ngồi và nói rằng: cháu xin bác với cậu làm ơn khuyên giải dùm cho má cháu hết giận. Việc vợ chồng cháu đã lỡ rồi, nếu má cháu kháng cự thì tội nghiệp cho vợ cháu. Ông chánh bái hỏi: cháu có vợ hồi nào, ở đâu vậy? Sao cháu không cho thím cả hay? Thưa bác, hai cháu vì đồng tâm đồng chí, thương yêu nhau, không thể rời nhau được, nên mới kết nghĩa vợ chồng gần được một năm rồi. Khi cháu cưới vợ, cháu không dám cho má cháu hay, là vì cháu sợ má cháu ngăn cản, rồi trọn đời phải chịu đau đớn về ái tình. Bởi vậy, cháu tính lén cưới, rồi sẽ dắt về lại mà thú tội. Cháu tính lêu quá, muốn cưới vợ thì phải thưa cho cha mẹ hay trước chứ. Vợ của cháu là con của ai ở ngoài vậy? Thưa, vợ cháu là con của một ông phán sở bưu điện ngoài Hà Nội. Nó làm nữ giáo sư trong trường con gái. Chà, làm cô giáo hay sao? Cháu làm đốc học, vợ cháu làm cô giáo thì phải quá. Ngạc mới hồi nãy đây, thêm cả bàn tính cưới vợ cho cháu. Tình cờ cháu về, cháu lại dắt vợ theo. Cháu làm trái ngược với việc thím đương tính, bởi vậy thím giận quá, bây giờ biết làm sao khuyên giải cho được. Má cháu tính cưới vợ cho cháu, mà bây giờ cháu đã có vợ sẵn rồi, thì má cháu khỏi thất công tính nữa, chứ có hại gì đâu. Cháu nói như vậy sao được? Chớ chi cháu về trước một mình, thủng thẳng cháu ồn ý mà thưa thiệt việc của cháu cho thím cả hay. Thím có giận thì ta cũng phụ vô mà năn nỉ thím. Chừng thím hết giận rồi, cháu sẽ đem vợ cháu về thì tiện hơn. Thưa, hồi còn ở ngoài Bắc thì vợ cháu cũng có tính như vậy. Bởi vì tánh cháu ngay thật, cháu không chịu làm việc mờ ám dối trá. Lại cháu thương vợ cháu lắm, cháu không thể gì mà bỏ vợ cháu ở ngoài được, nên cháu mới dắt vô một lượt. Nãy giờ thầy hội đồng lóng tai mà nghe, bây giờ thầy mới nói: việc cháu làm đó thì trái với gia pháp thiệt, nhưng mà đã lỡ rồi thì chèo xuôi cho mát mái, giận dỗi rầy rà thiên hạ chê cười chớ có ích gì. Thôi, cháu dắt con ba vô nhà trong cho nó nghỉ, để thủng thẳng rồi cậu cắt nghĩa cho chị cả nghe. Thằng xã, vô mời chị cả ra đây cho cậu nói chuyện một chút cháu. Như Thạch nghe lời cậu, bèn dắt vợ đi vô nhà sau. Cách một lát, bà cả ở trong buồng bước ra, bà xách một cái ghế để ngang mặt ông chánh bái và thầy hội đồng mà ngồi nói rằng: con cái đời nay á, nó vậy đó. Cho nó ăn học tốn hao bạc ngàn, rồi nó dắt thứ đồ gì ở đâu về nhà, đặng làm xấu hổ cho tông môn. Tôi tức quá, nó đi đâu nó đi cho khuất mắt tôi. Chớ nó ở trong nhà, ra vô tôi thấy nó, tôi giận chắc tôi phải đau á. Thầy hội đồng tàn hán mà nói: thôi, việc dĩ lỡ rồi, chị giận hờn mà làm gì? Việc nhà để thủng thẳng mà tính, chị làm tưng bừng vậy, thiên hạ họ đàm tiếu, chớ có ích gì. Tôi không có tính giống gì hết, nếu nó muốn thuận thì nó phải đuổi con nó đi. Tôi không cầm trầu cao tôi cưới, thì tôi không nhìn nhận là dâu của tôi được. Không ai được phép kêu tôi là mẹ chồng. Theo lời thằng ba mới nói chuyện với hai anh em tôi đây, thì con nọ nhà cũng tử tế, mà lại nó có học nữa. Tử tế, có học, mà sao lại theo trai? Theo lời nó nói thì vợ chồng nó đồng tâm hiệp ý, thương yêu nhau lắm. Trong đạo vợ chồng có chi quý bằng thương yêu nhau. Kẻ nam người Bắc mà thương yêu nổi gì? Dầu nam hay Bắc cũng là người Việt Nam hết thảy. Một nồi một giống với nhau, kết vợ chồng có hại chi đâu. Vậy chớ có nhiều người đàn bà Việt Nam lấy chà lấy chệt, có nhiều trai Việt Nam lấy vợ đậm đó sao? Tôi không chịu. Con của tôi thì nó phải để cho tôi lựa chọn, tôi cưới vợ cho nó, chứ nó không được phép làm ngang như vậy. Theo lớp xưa thì phong tục gắt gao như vậy, còn theo đời này mình phải rộng một chút, chớ bó buộc theo phong tục xưa quá sao được. Xin chị nghĩ lại mà coi, thằng ba mồ côi cha sớm lắm. Chị là mẹ, chị thương nó, chứ chị không có thể dạy cho nó thông hiểu gia pháp của Việt Nam được. Từ nhỏ chí lớn, nó ở nhà trường, nào phong hóa, nào luân lý thì nó nhờ mấy cuốn sách, nhờ mấy ông thầy dạy nó mà thôi. Mà sách hay là thầy cũng đều theo tay hết thảy. Tự nhiên nó phải cảm nhiễm theo phong hóa Âu Tây. Theo phong hóa Âu Tây thì về hôn nhân, con trai con gái đều được tự do mà chọn bạn.
Vì vậy nên tôi thấy thằng ba nó làm trái gia pháp thì tôi buồn một chút, nhưng mà tôi không nỡ trách nó. Nó học giống gì nó học, chứ nó là Việt Nam mà nó bỏ lễ nghĩa Việt Nam, nó làm theo Tây sao được. Tôi nhất định không chịu, nó đem đi đâu nó đem, tôi không cho nó ở trong nhà tôi. Như Thạch rón rén bước ra, rồi lại đứng một bên mẹ mà năn nỉ. Con lạy má, con xin má thương giùm phận con. Mày đã không kể đến tao, bây giờ mày biểu tao thương nói gì? Thôi, không còn mẹ con gì nữa mà nói. Thưa má, tình mẹ con nặng lắm. Còn cái lỗi của con á, có một chút xíu. Có lẽ nào má vì cái lỗi nhỏ mọn này mà má đành dứt cái tình nặng nề kia. Con xin má xét lại. Tao nhất định như vậy. Nếu mày muốn trọn đạo mẹ con, mày phải đuổi con đó đi về xứ nó. Còn mày đeo theo con đó thì tao không biết mẹ con gì nữa. Tao nói có trước mặt bác với cậu mày, một người cũng như cha mày, một người cũng như mẹ mày. Vậy á, mày liệu lấy, mày muốn thế nào cũng được, tao không ép. Như Thạch đứng cúi mặt ngó dưới gạch, nước mắt chảy ròng ròng, rất đau đớn trong lòng nên đành thỏ thẻ nói. Thưa má, má nói như vậy á cũng như má biểu con cắt họng mà chết cho rồi. Má banh da xẻ thịt mà đẻ ra con, có lẽ nào con phụ má cho được. Còn vợ chồng con ăn ở với nhau, vợ của con nó đã có thai nghén được 3-4 tháng rồi, con có lòng nào mà bỏ nó cho đành. Nếu má định như vậy á thì con cùng đường rồi. Duy có một ngã chết mới trọn đạo mẹ con mà cũng trọn niềm vợ chồng. Ông chánh bá và thầy hội đồng nghe những lời ấy thì động lòng nên liếc mắt nhìn nhau. Còn bà cả thì bà ngồi trơ trơ không nói nữa. Thầy hội đồng muốn thừa lúc chị đương cảm mà khuyên giải cho dễ nên thầy vội vã nói rằng: Thưa chị, trước khi thằng ba về, chị bàn tính việc cưới vợ cho nó, thì tôi đã tỏ ý muốn kiếm một chỗ vừa giàu sang đặng chị làm xu cho xứng đáng. Bổn tâm của tôi như vậy đó, chứ không phải tôi không biết lo cho cháu. Tại phần số của nó về hào vợ con á, thì nó định lấy, chứ không nhờ cha mẹ, nên trời mới khiến như vậy. Mà nó làm bạn với con này á, nó cưới đủ lễ, chứ không phải cặp sách gì. Lại con này cũng là con nhà tử tế, và vợ chồng ăn ở cùng nhau, đã có thai nghén rồi nữa. Vậy á, tôi xin chị nuốt giận mà hỉ xả cho cháu, đặng mẹ con thuận hòa, vợ chồng sum hiệp. Chị giàu lớn, chỉ có một đứa con trai mà thôi. Lại con của chị á, nó ăn học đúng lắm. Nó đủ sức giữ gìn gia tài của chị và phụng tử ông bà. Chị chẳng cần phải giàu thêm nữa làm chi mà tìm kiếm chỗ giàu đặng cưới vợ cho nó. Thôi, chị đừng có buồn. Bác Nam cũng vậy, giàu nghèo cũng vậy. Vợ chồng thương nhau á, là quý hơn hết. Bà cả lắc đầu mà nói: Không thể nào tôi hết giận cho được. Nói trái ý chị một chút xíu mà chị giận giống gì dữ vậy? Tánh tôi khó lắm. Hễ trái ý tôi á, thì tôi không bao giờ quên được. Không biết chừng á, nó làm trái ý chị mà rồi may cho chị đó. May giống gì? Chị khỏi lo chọn lựa, chị khỏi làm đám hỏi đám cưới mà chị có dâu. Lại không biết chừng á, dâu đó là dâu ngọt. Ấy là may chứ sao? Biết sao mà cậu dám chắc là dâu ngọt? Mà chị á, cũng chưa có thử, sao chị lại chê là dâu chua? Chị phải để nó ở ít ngày, đặng chị coi tánh nết nó ra thế nào. Như nó hư rồi á, chị sẽ quở trách chứ. Ông chánh bái thấy ý bà cả dịu rồi, ông mới dám xen vô mà nói: Lời của cậu hội đồng nói phải lắm, thím nó vuốt giận. Việc đã lỡ rồi, nếu thím có rầy rã thì xào xáo trong gia đình không tốt. Bề nào thằng ba cũng là con trưởng nam của thím, vậy thím hãy thương nó. Bà cả đứng dậy và đi lại dáng an trầu và nói: Còn tôi sao lại không thương? Vì tôi thương nó lắm, nên nó làm việc xa xôi, tôi không chịu được. Tôi mới biểu nó từ chức mà về, đặng mẹ con sum hiệp với nhau cho tôi khỏi nhớ nó. Ai dè nó về, nó lại đem cái họa về, đặng làm cho tôi buồn như vậy. Thầy hội đồng cười và nói: Được con dâu đẹp quá rồi, ít tháng nữa đây lại có cháu nội mà bồng mà chỉ cho là cái họa chứ. Ba, cháu biểu vợ cháu xuống bếp phụ con hai riết rồi dọn cơm ăn. Trưa rồi cậu đói bụng, mà chắc anh chánh bái cũng không no gì. Thằng xã coi có rượu Queen Queen Na, lấy đem đây uống chơi cháu. Như Thạch đi vô trong, còn Hữu Nghĩa lại tủ rượu, lấy ve Queen Queen Na và ly đem lại rót mời khách. Thầy hội đồng kiếm chuyện khác mà nói, đặng bà cả khoai lãng việc dâu con. Nhưng mà bà ngồi sắc mặt hầm hầm, không vui vẻ như hồi sớm mơi nữa.
cơm dọn lên bàn, bà cả mời khách ngồi lại. Bà nói bà không đói nên bà không ăn. Bởi vậy, ông chánh bái thầy hội đồng ăn với Hữu Nghĩa và Như Thạch thôi. Ăn cơm rồi khách mới tự giả về nghỉ trưa. Thầy hội đồng kêu Như Thạch lại nói: "Chiều mát, vợ chồng cháu ra thăm cậu nghe hôn, dắt vợ cháu ra cho nó biết nhà." "Dạ, để chiều rồi cháu sẽ đi thăm bà con." "Hơn một năm rồi cháu mới về đây phải hôn?" "Dạ, 18 tháng. "Dữ hôn, cháu ra chơi, giường của cậu bây giờ khác hơn hồi trước xa lắm. Quýt đã có trái đều đều, câu dừa cũng sung lắm, ra mà coi." Như Thạch đưa khách ra tới lộ, thầy hội đồng nói nhỏ rằng: "Coi bộ chị cả bớt giận rồi, cháu cứ năn nỉ riết chắc êm, không sao đâu mà sợ." Như Thạch cúi đầu chào cậu với bác, rồi thủng thẳng trở vô nhà. Bà cả Kim có cái danh cự phú trong làng Thới An. Tuy bà quá bụa, song nhà cửa nguy nga, dãy ngang dãy dọc, lại trong nhà bà sắm những bàn ghế, tủ, ván, thứ nào cũng mắc tiền, nên thứ nào coi cũng đẹp. Đã vậy mà, bà nhờ rể của bà là Hữu Nghĩa có tánh sạch sẽ và kỹ lưỡng, ngày nào cũng coi cho bạn bè quét tước trong nhà, dọn dẹp ngoài sân. Bởi vậy, nhà đã nguy nga lại thêm có vẻ ngộ nghĩnh nữa. Nhưng từ hôm nay, dường như có một bầu không khí nặng nề bao trùm từ ngoài sân vô tới trong nhà, nên ở ngoài coi mất vẻ vui, còn vô trong lại thêm mờ mịt nữa. Như Thạch đưa khách rồi, chàng trở vô nhà thì không thấy mẹ ngồi ngoài nữa, chỉ có một mình Hữu Nghĩa đơn sắp ghế lại cho ngay hàng. Chàng bước lại hỏi nho nhỏ: "Má đi đâu anh hai?" Hữu Nghĩa chỉ tay vô buồng đáp: "Má đang nằm nghỉ trong buồng." Như Thạch le lưỡi rồi nhón gót đi nhẹ xuống nhà sau. Chàng thấy chị đang nằm trên võng đưa con, còn vợ ngồi ghé đầu ván đằng trái, không ai nói tới ai hết. Chàng bèn hỏi chị: "Sao chị không biểu dọn cơm cho má ăn?" "Qua mới lên hỏi má thì má nói má không đói, má biểu đừng có dọn." "Khổ quá, má giận em đến nỗi má không chịu ăn cơm, bây giờ biết làm sao?" "Ai biết làm sao, tại em làm cho má giận thì em làm sao đó em làm." "Bây giờ má còn đương giận, nếu em lên năn nỉ nữa chắc má rầy. Chị hai, chị làm ơn lên năn nỉ má giùm cho em." "Ý, ai dám, qua xen vô rồi má giận luôn tới qua nữa." "Chị không thương em hay sao chị hai?" "Sao lại không thương? Nếu chị thương thì chị phải hết lòng lo điều đình dùng cho vợ chồng em được an phận mới phải chứ." "Em làm việc quá trời, qua biết làm sao điều đình cho được." "Em biết má cưng chị lắm, chị nói giống gì má cũng nghe hết. Vậy em xin chị làm ơn khuyên giải má, cho má đừng có giận nữa, thì vợ chồng em mới gần gũi với chị được." Cô Nhung bước lại tiếp nói: "Thưa chị hai, vì em thương chồng nên em bỏ cha bỏ mẹ theo chồng vào đây. Từ rày giàu em sống hay thác, em cũng nhờ cha mẹ chị em bên chồng. Chẳng những là xác thịt mà thôi, đến tâm hồn của em cũng thuộc về nhà họ Lý cả. Vậy em khẩn cầu chị thương giùm em, chị nói hộ cho má hết giận em. Chị làm việc ấy là làm cái phước đức lớn lắm vậy." Cô Phụng chúng chím cười rồi dây mặt chỗ khác không trả lời. Như Thạch hỏi vợ: "Em ăn cơm chưa?" "Thưa em không đói." Như Thạch dây lại hỏi chị: "Chị hai, sao chị không biểu bầy trẻ dọn cơm cho chị ăn, đặng vợ của em nó ăn với?" "Hồi nãy qua biểu cô lên nhà trên ăn, cô không chịu lên." "Trời đất ơi, vợ của em sao chị kêu bằng cô, mắc mỏ chi vậy chị hai?" "Vậy chứ ai biết kêu bằng giống chị." "Sao lại không biết? Còn chị biểu nó lên nhà trên ngồi ăn cơm, biểu cái gì kỳ cục vậy?" "Chớ ăn dưới nhà bếp coi sao được." Như Thạch rùng vai cười, tỏ ý không vui. Cô Nhung ngó chồng và nói: "Em xin anh đừng bận lòng lo cho em, bao giờ má ăn cơm thì em mới dám ăn." Như Thạch chau mày, bước ra hàng ba nhà bếp đi lên đi xuống, coi bộ suy nghĩ lắm. Cô Nhung lại đứng giữa cửa, cô Phụng cứ nằm trên võng đưa con, mắt nhắm lim dim. Bạn bè người lo rửa chén, người đứng quét bếp, không ai nói chuyện chi hết. Xong một lát, họ liếc mắt ngó cô Nhung, rồi chúng chím cười, làm cô ngột ngạt khó chịu quá. Như Thạch đi lên nhà trên một chút, lại trở xuống, kêu vợ biểu lấy cây dù đi thăm bà con. Cô Nhung muốn trình với chị, đặng đi theo chồng, xong thấy cô Phụng nhắm mắt nằm êm,
Chắc cô đã ngủ nên không dám nói. Lên nhà trên thì vắng hoe. Hữu Nghĩa nằm trên ván cũng ngủ nữa. Vợ chồng Dư Thạch đi rồi, lập tức cô Phụng nhẹ nhẹ lén con đứng dậy và lên nhà trên. Cô bước vô buồn, dở mồm kêu mẹ và nói: má ăn cơm nghe không má? Hai đứa nó dắt nhau đi đâu mất rồi? Má dậy rồi, con biểu chị Thình nấu cơm nóng cho má ăn. Bà cả dậy hỏi con: nó dắt nhau đi đâu? Con nghe thằng ba kêu con nọ biểu lấy dụ đi thăm bà con với nó. Đi thăm ai đó không biết. Đã vậy còn không biết xấu, lại dắt đi chân cùng xóm cùng làng. Coi bộ thằng ba nó mê lắm. Họ nói người bác có cái văn nói hay lắm, không mê sao được. Bà cả đi ra ngoài rót nước trà uống. Cô Phụng bước vô nhà bếp, biểu chị Thình nấu một nồi cơm nhỏ đang dọn lên cho bà ăn. Cô trở lên ngồi chung trên ván với mẹ rồi nói: má, con nhỏ đó coi ngộ thiệt chứ má ha. Ngộ với mày chứ ngộ với ai? Má nói tại má giận nên má không thèm ngó kỹ chứ. Con nhỏ đó đi tướng tốt lắm, mặt mày sáng rỡ, tay chân dịu nhiễu, tiếng nói ngọt xớt. Thứ đồ đó tự nhiên nó phải sửa hình sửa dạng, phải chút ngót lời nói, nó rủ quyến trai mới được chứ. Đâu, để nó làm dâu rồi á, coi tài con gái bắt ra sao cho biết. Làm dâu ai? Tao có chịu đâu mà làm dâu. Lỡ rồi, nếu má không chịu rồi làm sao? Làm sao nó làm, tao biết đâu. Con coi bộ cậu Năm ưa nó lắm. Tánh cậu Năm mày cứ xui xui, ai làm sao á, nó cũng chịu hết thảy. Nó có học tay chút đỉnh, rồi nó không kể phong hóa chi hết. Với tao á, có được như vậy đâu. Hồi nãy á, nó nói lùa theo quân đó, tao phát ghét. Thằng ba nó kể con năn nỉ giùm với má, đặng má đừng ghét con đó nữa. Con không chịu, nó dắt con đó đi, chắc nó ra năn nỉ với cậu Năm nói giùm chứ gì. Tao làm việc gì cũng tại ý tao, chớ tao có nghe lời ai đâu mà cậy nói giùm. Má làm gắt quá, sợ nó nổ chứ. Nổ thì nổ, chứ sợ giống gì. Cô Phụng cười, rồi cô đi xuống nhà bếp, cô dọn cơm cho mẹ ăn. Đến nửa chiều, có con của thầy hội đồng quyền vô thư cho bà cả hay rằng thầy hội đồng cầm vợ chồng Dư Thạch ở lại ăn cơm tối, nên xin trong nhà đừng đợi chờ. Bà cả cười gằn và nói: tao có chờ ai đâu mà dặn. Cô Phụng ngó mẹ cười: làm dâu mới một ngày, coi đã dở hơn con gái trong này rồi đó. Làm dâu phải lo nồi cơm chỉnh mắm, chứ làm dâu gì muốn đi thì đi, không thưa trình cho ai hay hết. Tới bữa cơm cũng không thèm về lo nữa. Tao biểu mày đừng có nói tới tiếng làm dâu mà. Tao không nhìn biết ai là dâu tao hết. Nói chuyện nghe chơi, chứ ai biểu má nhìn. Má là cha mẹ, việc cưới vợ cho con, má định thế nào là quyền tự nơi má. Ai dám nói vô nói ra. Tối một lát, vợ chồng Dư Thạch trở về. Bà cả vừa thấy mới vô tới sân, tức khắc bà đi vô buồn tránh mặt. Cô Phụng cũng dắt con đi dỗ ngủ. Hữu Nghĩa thấy Dư Thạch bước vô liền hỏi: cậu ăn cơm ngoài nhà cậu hội đồng phải không? Phải, tôi đi thăm bà con, ra tới cậu Năm, cậu bắt ở lại ăn cơm không cho về. Cậu Năm có sai thằng Quế vô trong nhà cho hay mà. Có. Ở nhà má có ra ăn cơm hay không? Có. Coi bộ má bớt giận tôi hay không? Coi cũng vậy à, vợ tôi có năn nỉ nói giùm, xong má gạt ngang. Thiệt khổ hết sức à. Như Thạch biểu vợ mở vali, lấy đồ mát cho chàng thay, rồi đi vòng vô mấy cái buồng, thấy mẹ với chị, ai nằm theo phòng nấy. Trong nhà không ai dọn dẹp một chỗ nào cho vợ chồng chàng ngủ, chàng mới lấy một cái chổi lông, bổn thân đi quét bộ ván gần cái bàn chiếc, đặng nằm nghỉ lưng. Cô Nhung thấy vậy, bèn giành lấy cây chổi đi quét. Đoạn cô mở rương, lấy mền gối để tử tế trên ván cho chồng nằm. Hữu Nghĩa muốn đóng cửa đi ngủ, Như Thạch nói: anh chừa cho tôi một cái cửa, đặng tôi ra vô cho tiện. Anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi chưa ngủ đâu. Hữu Nghĩa đóng các cửa, xong chừa cái cửa chỗ bàn viết, rồi chàng vô buồn ngủ. Như Thạch dặn đèn lu lu, rồi lại ván nằm. Biểu vợ nằm một bên mà nghỉ. Cô Nhung lắc đầu, lại ngồi gần bên chồng, rồi cầm quạt, quạt cho chồng. Kẻ nằm gác tay qua trán mắt lim dim, người ngồi lặng lẽ, tay quạt hơi cho chồng mát, không ai nói tới ai. Nhưng mà, có lẽ lúc ấy, trong trí mỗi người đều lăn sang những đường đi nẻo nọ, bối rối với những cảnh vừa ngó thấy, lo lắng về mối tương lai mịt mù
chưa biết sẽ ra thế nào. Một lát, hai người ngó nhau một cái. Tuy bóng đèn lu mờ, song thấy rõ cái lần ngó đó chứa đầy những tình yêu thương, những ý cương quyết, dầu sóng gió thế nào cũng không đành trả được khối chung tình, dầu thảm khổ đến đâu cũng không làm tiêu được lời thề ước. Đồng hồ gõ 1 giờ, rồi gõ 2 giờ, mà cô Nhung cũng cứ ngồi quạt cho chồng. Như Thạch nắm tay vợ kéo xuống và biểu nằm nghỉ. Cô Nhung nhẹ nhẹ gỡ tay chồng nói nho nhỏ: anh cứ nghỉ cho khỏe thôi, đừng lo cho em. Có anh ở bên cạnh á, chẳng bao giờ em biết mệt. Như Thạch ngồi dậy rồi thủng thẳng đi ra ngoài sân. Dần trăng khuyết hết phân nửa, lững đững treo giữa trời dội ánh sáng xuống, nên cây cỏ lờ mờ làm cho cảnh vật đều có vẻ buồn bực. Đã vậy lại thêm đêm khuya vắng vẻ, tứ hướng im lìm, làm cho cái cảnh buồn ấy pha lộn cái vẻ huyền bí, khiến lòng người dễ sinh cảm động. Như Thạch nhìn trăng ngắm cảnh, đương đứng bâng khuâng, bỗng thấy cô Nhung cũng rón rén ra đứng một bên chàng. Cái gương mặt hiền từ trung hậu của cô thuở nay, bây giờ nó đổi ra gương mặt thảm sầu nhưng nghiêm trọng. Cô nắm tay chàng, thủng thẳng dắt lần đi ra cửa ngõ. Thấy có một cái băng bằng cái lót phía trong rào, dưới bóng 2 cây mít thành lá rậm rạp. Cô mời chàng ngồi lại đó. Cô ngồi một bên, tay vịn chàng, nghiêng mặt ngó và nói: đôi ta thương nhau nên kết bạn 100 năm, đặng chung bước trên đường đời. Em tưởng sự quyết định của chúng ta là cái hạnh phúc to tát chẳng có gì sánh kịp. Chẳng dè dự định của em là mộng ảo, không giống với sự thật. Lòng em thương anh thì sung sướng cho em, song nó làm khổ não, nó gây họa cho anh. Vì em mà trong gia đình anh phải xáo xào rối loạn, vì em mà gây ra một mối ác cảm giữa má với anh. Em trông thấy em lấy làm hối hận lắm. Tuy nhiên niềm vợ chồng thì nặng, nhưng mà đạo mẫu tử cũng chẳng nên khinh. Em muốn thà đôi ta chịu đau đớn trong niềm chồng vợ, chứ không nên để phai lợt tình mẫu tử. Vậy em xin anh á, cho em tạm trở về Bác, đặng cho anh khỏi lỗi với má anh. Em trở vào sở giáo huấn dạy học lãnh lương để nuôi thân. Em đương có mang mẫn, chừng nào sanh con thì em nuôi. Em sẽ nuôi tử tế, em sẽ dạy nó thờ anh. Vì giàu đất trời khiến đôi ta không được tái hiệp, em phải cô thân độc lập trọn đời đi nữa. Chúc con ấy là cái dấu tích ân ái trót 1 năm của chúng ta, cũng đủ làm cho em sung sướng mà vui với sự sống đầy những hy vọng tái hiệp. Như Thạch lắc đầu, tay choàng ngang cổ, mắt ngó ngay mặt vợ, đoạn nghiêm nghị nói: em đừng có nói chuyện ngông cuồng. Anh hứa làm chồng em thì chẳng bao giờ anh lìa em được. Duy có sự chết mới phân rẽ nhau thôi. Nếu anh để em về ngoài Bắc, còn anh ở lại trong Nam, thì anh thương nhớ em, chẳng bao lâu chắc anh phải chết. Rồi sự em muốn làm vui lòng má đó đã không có ích cho má, lại còn hại tới anh nữa. Em hiểu chưa? Em hiểu. Anh khuyên em á, nếu em thiệt thương anh thì em hãy ráng chịu nhục nhã khổ não một lúc, hãy ráng làm cho má hết giận mình. Đó là một phương trước hay nhất. Dâng, anh dạy thế nào em cũng dâng hết. Dầu anh biểu em chết, em cũng dâng nữa. Miễn được gần anh, dầu em phải nhục nhã khổ cực đến thế nào, em cũng không nề hà. Hồi chiều, cậu hội đồng có hứa cậu sẽ tận tâm khuyên má đừng có giận hai đứa mình nữa. Vậy có lẽ lần lần việc nhà sẽ hết rối được. Em mong mỏi lắm anh à. Hôm nay mặt trăng tuy khuyết, mà đêm rằm tới đây nó sẽ tròn lại. Nó tròn một cách khả ái quá anh ơi. Cái hạnh phúc của đời chúng ta hôm nay nó cũng khuyết như mặt trăng kia. Sau này nó được tròn lại như mặt trăng chăng? Như Thạch nghe mấy lời tha thiết ấy thì cảm động, nên ngồi im một chút rồi trợn mắt quả quyết rằng: nó sẽ đầy lại, nó sẽ tròn lại. Qua nhất định làm cho nó sẽ tròn như mặt trăng vậy. Em tin Qua không? Cô Nhung ngó chồng rất hữu tình và nói nho nhỏ: em tin, em vẫn luôn tin anh. Như Thạch liền ôm mặt vợ vào lòng. Vợ chồng đương gian díu dưới bóng trăng, bỗng có dạng cô Phụng đứng lấp ló trong cửa dồn ra, rồi cô đi mất. Như Thạch không để ý đến. Cách một lát, thấy đèn trong nhà dạng sáng lên, rồi lại thay bà cả bước ra cửa đứng trên thềm. Vợ chồng Như Thạch dùng đứng dậy, chừng hai người sắp bước chân lên thềm thì bà cả la lớn rằng: con này, tao nói cho mày biết, nhà tao hẳn hồi, chứ không phải cái thối đĩ điếm mà mày dám tới đây làm trò trên bọc trong dâu.
Hèn chi á, thằng Thạch nó mê mày á thì phải lắm. Đồ khốn nạn, mày phải đi ra khỏi nhà tao. Ra liền bây giờ, không cho mày ở một phút nào hết. Như Thạch cứ kéo vợ lên tới hàng ba, chàng quỳ gối, chắp tay lại mẹ và nói: Con xin má vuốt giận, đừng mắng chửi vợ con tội nghiệp. Nó có cái lỗi thương chồng, chứ chẳng lỗi chi hết. Má muốn đánh chửi con bao nhiêu cũng được. Xin má đừng nói động tới nó, rất oan cho nó. Còn mày nữa, cha chả, mày binh hả? Nếu vậy thì mày coi con khốn này trọng hơn tao rồi. Đi, mày cũng đi ra khỏi nhà tao, tao không biết mẹ con nào nữa. Tội nghiệp con lắm má ơi, vợ chồng con vừa thương yêu nhau, má nỡ nào phân rẽ cho đành. Tao biểu đừng có kêu tao bằng má đó, đồ hư, mê sa đĩ điếm như mày thì là yêu quỷ, chứ không phải con tao. Vợ của con nó đã có thai nghén 3-4 tháng rồi má ơi. Tao có màng đâu. Đồ đó sanh con đẻ cháu cũng nhục cho tông môn tao, chứ có ích gì. Mày coi nó lớn hơn tao thì dắt nhau đi phước cho rồi. Tao không cho vô nhà nữa. Đi đi. Thằng Hưng đâu? Hưng à, mày dắt trương của quân này mà quăng ra ngoài lỗ cho tao. Làm cho mau đặng nó đi, kẻo gai con mắt tao lắm. Bây giờ cô Nhung ngồi dưới gạch, cô mới thỏ thẻ nói: Con lại má, xin thương con. Nín, tao không cần ai lại tao hết. Từ ngày con lấy chồng á, thì con đã thuộc về họ Lý. Sống con làm vợ họ Lý, mà thác con làm ma họ Lý. Bề nào con cũng ở đây, chưa biết đi đâu. À, cha chả, bây giờ tính liều mạng với tao hả? Tao biểu mày đi, nếu mày còn nói ráng, tao la làng. Rồi hương chức bắt đóng trăng, càng thêm mang xấu đó. Đi cho mau, đi đi. Bà cả vừa nói, vừa cúi xuống đưa hai tay xô cô Nhung té lăn cù dưới thềm gạch. Như Thạch lật đật nhảy xuống ôm vợ đỡ đứng dậy, rồi nói rằng: Vợ chồng con đã năn nỉ cạn lời, mà má không động lòng. Má cứ đuổi vợ con hoài. Thôi, má đuổi thì vợ chồng con đi hết, chứ không thể nào con bỏ vợ con được. Cô Nhung lật đật đưa tay bụng miệng chồng mà nói: Anh không nên tôi lời bất hiếu với má. Má đuổi em thì em đi, em lạy anh đừng đi theo em rồi làm phiền lòng má. Từ sớm mơ tới bây giờ, anh nói nhiều lần rằng anh không thể lìa em được. Nay má quyết đuổi em, tức thì má cũng không muốn anh ở trong nhà này nữa. Thế thì anh ở sao được? Như Thạch thấy chú Hưng đứng sớ rớ gần đó, bèn kêu biểu vô nhà giác trương và vali đem giùm qua chợ Ô Môn. Chàng lại thấy bà cả xoay lưng trở vô nhà thì chàng vội vã nói: Vợ chồng con cầu chúc cho má ở nhà mạnh giỏi. Con chắc một ngày kia má sẽ nhìn nhận cho vợ chồng con có lỗi. Song lỗi ấy chưa đáng cho má dứt tình mẫu tử như vậy. Rồi má sẽ tự hối hận về sự má hà khắc con dâu. Chú Hưng giác trương và vali đem ra, lại còn ôm quần áo mền gối của Như Thạch ra nữa. Như Thạch ở ngoài sân thay đồ y phục, biểu vợ thu xếp mền gối quần áo rồi cậy chú Hưng vác đi. Ra khỏi cửa ngõ, cô Nhung nói với chồng: Cậu Hội Đồng thương vợ chồng mình quá, anh nghĩ thử coi, có nên ra trình cho cậu hay và tạ ơn cậu rồi mình sẽ đi. Thôi, còn quyến luyến chỗ này mà làm chi, để lên tới Sài Gòn rồi, anh sẽ viết thư tạ ơn cậu cũng được. Vâng. Đến sáng, chú Hưng mới trở về, cô Phụng thấy chú bước vô thì hỏi: Mượn chú giác trương đi đâu vậy? À thưa, chắc là đi Sài Gòn, giác vô tới chợ Ô Môn. Cậu ba biểu tôi đem để trên xe hơi đò đi Cần Thơ, rồi tôi ở đó coi chừng. Hai ông bà dắt nhau đi lên đi xuống nói chuyện, chừng xe gần chạy mới lên xe. Xe chạy chưa? Chạy rồi tôi mới về đây. Mặt trời mọc một lát, thầy Hội Đồng Quyền lơn trơn vô nhà chị. Thầy vừa ngồi yên thì hỏi Hữu Nghĩa: Xã, thằng ba còn ngủ sao mày? Bà cả bước ra đáp: Tôi đuổi nó đi hết rồi. Thầy Hội Đồng chưng hửng, thầy dây qua hỏi chị: Đi hồi nào? Đi hồi khuya. Chị lếu quá, chị đuổi hết hai vợ chồng nó hay sao? Đuổi hết. Chị gắt gao quá lẽ. Không phải gắt, nhà tôi giàu có, tôi không có tiền đặng cưới vợ cho con hay sao, nên con nó làm như vậy. Theo quan niệm về phong hóa đời nay, thằng Thạch nó làm như vậy có quấy đâu chị. Tại chị thủ cựu quá nên chị tưởng nó hư chứ. Tôi không biết xưa nay gì hết,
con thì phải chờ lệnh cha mẹ cưới gả tôi mới chịu. Thầy hội đồng thấy vợ chồng Hữu Nghĩa đi qua đi lại thì châu mày hỏi: sao chị cả đuổi hai vợ chồng nó đi, thằng xã không biểu đứa nào chạy ra cho cậu hay? Cô Phụng trước đáp liền: tại cậu không có dặn, ai dám cho hay. Dặn giống gì, cậu biết rồi, cháu không thương thằng Thạch nên cháu muốn má cháu đuổi nó đi cho rảnh. Xấu lắm. Đâu có. Hừ. Thầy hội đồng vội vàng đứng dậy từ bà cả ra về, không thèm nói tới vợ chồng Hữu Nghĩa. Ông Huyền Khoan làm quan tại Sài Gòn. Ông có một cái nhà bánh ít nơi đầu đường Mây Dơ. Nhà tuy nhỏ, song có nhà bếp, nhà xe kèm hai bên. Lại trước nhà có vài cây xoài lớn che làng mát mẻ. Chính giữa sân có xây bồn trồng nhiều thứ bông. Ông còn trẻ, mới bước chân vào hoạn lộ mà được một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy là vì năm trước ông cưới vợ, rồi cha mẹ vợ của ông muốn cho bề ăn ở của con rể xứng với địa vị thượng lưu, nên mua cái nhà ấy để cho ông ở. Gần 12 giờ trưa, xe hơi xuống sở làm trước ông về. Xe vô sân vừa ngừng thì ông mở cửa nhảy xuống gọn gàng, rồi xăm xăm đi riết vô nhà. Ông thấy bà ngồi một mình tại phòng khách đương xem nhật trình thì ông bước vô, hai tay ôm mặt bà mà nựng. Bà Huyện tuổi vừa mới 20, dốc lớn, môi dày, trán thấp. Bà buông nhật trình đứng dậy, xô chồng nhẹ nhẹ và nói: làm giống gì á, kỳ cục vậy nè. Ông cười hịch hẹt rồi cất nón đi vô buồng thay đồ. Bà bước ra cửa sau kêu bồi bếp biểu dọn cơm. Bà nói tiếng rộn ràng, lại đứng tay chống nạnh nên coi oai nghiêm lắm. Cơm dọn rồi thì ông thay đồ cũng rồi, nên vợ chồng ngồi lại bàn ăn. Một tên ngồi khoanh tay đứng sau lưng bà mà chờ lệnh. Ông vui vẻ hỏi bà: hồi sớm mơ á, mình có xuống Bến Thành không? Có, tôi có đi một lát. Đi chơi vui không? Sớm mơ thiên hạ lo mua bán, chứ có gì mà vui. Tối nay mình muốn đi đâu chơi, đặng tôi dắt đi. Vậy chứ mình không đi hội nữa hay sao? Không, thì muốn đi Thủ Đức chơi, hay là muốn đi coi hát bóng? Để rồi tối sẽ hay, tôi muốn đi chợ lớn kiếm đồ mua. Muốn đi chợ lớn thì đi. Bỗng ông Huyện dòm ra cửa thì thấy có hai cái xe kéo chạy vô sân. Ông nói lớn: ủa, vợ chồng anh Đốc Thạch mới mượn xe về Ô Môn hôm qua, sao bữa nay lại trở lên kia kìa? Thiệt quả như Thạch với cô Nhung bước vô cửa, cô Nhung chắp tay xá và nói: em chào Quang, em chào bà. Ông Huyện hỏi: sao mau lên như vậy? Như Thạch cười đáp: ừ, trở lên. Chàng kêu Sa Phu bảo giác trương với vali đem vô để trước hàng ba, rồi móc túi lấy ra bạc cát mà trả tiền xe. Bà Huyện nói: gặp bữa tôi xin mời hai ông bà ngồi lại ăn cơm luôn thể, vợ chồng tôi mới ăn đây. Cô Nhung vui vẻ đáp: mời bà với Quang ăn, vợ chồng em đã dùng cơm rồi. Ăn ở đâu? Xe ghé chỗ gì đó nghỉ lâu, hành khách ai cũng xơi cơm, vợ chồng tôi vừa đói bụng nên cũng làm như họ cho vui. À, ghé Cai Lậy phải không? À, thưa phải, Cai Lậy ạ. Té ra đi xe đò hay sao? Vâng, đi xe đò. Hẹn chi á, lên trưa dữ. Thôi, hai ông bà ăn cơm rồi á, thì ngồi đó uống nước. Bồi, lau vài cái tách rồi rót nước trà bưng ra đây. Như Thạch cứ đi qua đi lại, chớ không ngồi. Ông Huyện thấy vậy mới hỏi: mà sao á, toa mới về hôm qua, rồi bữa nay lại trở lên, có việc gì hay sao? Việc nhà của Moa rối lắm toa ơi. Để thủng thẳng rồi Moa sẽ thuật lại cho toa nghe. Moa chắc á, toa bị bà già tán toa rồi chứ gì. Phải như vậy hay không? Toa đoán đúng lắm, bà già rầy quá. Mấy bà già gắt lắm, bất cáo nhi thú kỳ tội chi trọng, mấy bà có chịu đâu. Hôm qua toa dắt madam đi về Ô Môn, Moa muốn cản mà Moa không dám. Chớ chi á, toa về trước một mình, toa ồn ỉ cho êm, rồi toa sẽ đem madam về sau, có lẽ khỏi bị rầy. Cái đời của Moa dầu làm việc gì cũng vậy,
lấy lòng thành thật làm gốc, mưu sự giả dối mà không làm được. Ở đời có kinh mà cũng có quyền, mình phải tùy thời mà làm thì mới nên việc chứ. Bà già rầy, toa phải ráng mà chịu, sao lại bỏ đi? Moa đã ráng hết sức rồi, ráng không nổi nữa, nên Moa phải đi đây. Mới đút đầu vô nhà, vợ Moa lại mà làm lễ ra mắt. Bà già dãy dựng đứng, la ôm sòm. Moa năn nỉ hết sức mà cũng không hết giận. Hồi khuya này lại đánh chửi xô đuổi vợ Moa nữa. Từ rầy sắp lên không biết Moa là con. Bà già Moa không thương thì Moa đi, chớ ở làm gì? Toa bậy bạ, giận nên nói vậy, chớ mẹ con sao lại không thương? Bà già mắng chửi, toa phải chịu. Toa chịu lì ở đó mới phải, giận hoài hay sao? Bất quá bà già giận 5-10 bữa, nguôi ngoai rồi thôi, chứ không lẽ giận trọn đời. Toa làm huyện, Moa làm giáo sư, mà toa trở lại, toa dạy Moa về tâm lý thì trái đời quá. Moa vẫn biết tánh ý bà già Moa, bởi vậy trước khi về, Moa đã sắp đặt cách hành động thế nào cho xuôi thuận, chớ Moa làm con, lại lấy theo cái thành kiến gia đình, thì Moa có lỗi thiệt. Ấy vậy, có lẽ nào Moa không chịu nhục. Ngại gì bà già gắt quá, đánh đuổi không cho vô nhà thì làm sao mà ở được. Nếu toa ngồi cái địa vị của Moa thì toa mới biết giãn tâm lý. Vợ chồng ông Huyện ăn cơm rồi, bèn mời khách ra salon ngồi uống nước. Ông Huyện hỏi Như Thạch: Toa không ở dưới Ô Môn được, bây giờ toa tính đi đâu? Như Thạch chau mày ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài mà đáp: Moa đương bối rối quá nên chưa biết đi đâu. Tôi xin hai ông bà làm ơn cho vợ chồng tôi ở đậu đây ít bữa, rồi tôi sẽ tính. Ông Huyện ngó vợ, bà Huyện cười mà đáp: Anh Đốc đương bối rối việc nhà, anh chị muốn ở đây bao lâu, vợ chồng tôi cũng vui lòng mà tiếp đãi. Tôi lo có một điều là nhà không được rộng rãi cho lắm, sợ anh chị bực bội bất tiện chứ. Ông Huyện tiếp mà nói: Toa lên đây thì ở đây chứ đi đâu, chật hẹp cũng ở đỡ với nhau ít bữa, rồi sẽ tính. Toa đã từ chức rồi mà toa lại nghịch với bà già nữa. Bây giờ toa phải lo tổ chức cái đời tương lai của toa, việc đó là một việc khó. Cô Nhung nói: Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ em theo năn nỉ với anh Đốc, em xin anh trở ra bác, em làm nữ giáo sư. Em được nghỉ phép 6 tháng chứ em không có từ chức. Về bác em xin vào sở giáo huấn mà dạy học lại. Em làm để nuôi sự sống của vợ chồng em được. Em tính như vậy mà anh Đốc không chịu, em xin quan với bà làm ơn nối hộ, đặng anh Đốc siêu lòng mà trở ra bác với em. Mà đà mới tính nghe phải quá, sao toa không chịu nghe? Toa về ở dưới Ô Môn không được thì toa còn có một đường đi là trở ra bác, chớ toa ở Sài Gòn làm cái gì? Ra bác rồi á, toa làm đơn xin phục chức, đặng làm việc đỡ mà nuốt sự sống. Như Thạch lắc đầu đáp rằng: Moa nghĩ trở ra ngoài bác không tiện, hôm trước Moa xin nghỉ một năm, quan trên không cho. Moa giận Moa làm đơn từ chức thì quan trên đòi Moa quở trách, nói nếu từ chức sau đừng có xin trở vô nữa. Moa giận Moa nói Moa không màng tới cái lớp giáo sư, cởi bỏ được thì Moa mừng lắm, Moa không thèm mang lại đâu mà sợ. Đã có cái ác cảm trước như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào xin phục chức lại. Ở đời lắm lúc mình phải chịu lòng một chút cho được việc của mình, có hại gì? Sao lại không hại? Hại lắm chứ. Ai cũng có cái nhân phẩm riêng, nếu mình để mất nhân phẩm của mình thì còn gì mà làm người cho được. Thà Moa chịu chết đói chứ không bao giờ Moa chịu lòn cuối. Có lòn cuối gì đâu, mình chịu khó năn nỉ một chút cho người ta vui lòng, người ta giúp mình nên việc, có gì đâu mà sợ xấu hổ. Cảm ơn mấy lời toa khuyên, tiếc gì Moa không quen năn nỉ nên Moa không thể làm theo lời toa khuyên đó được. Toa cứ ôm ấp mấy cái thói hủ lậu nên toa nói hơi nghe cũ xì. Đời này là đời vật chất, có ai còn những cử chỉ cao thượng, những tánh tình chánh trực? Những đồ ấy là đồ trái mùa, không hợp với thời thế nữa, nên người ta đã đem bỏ dẹp hết ra ngoài xó hè. Cái căn cứ để hành vi con người ở đời này chỉ có một tiếng được mà thôi. Toa phải ở theo đời, chớ toa ở theo sách Moa chắc toa không được gì hết. Cảm ơn toa dạch dùm con mắt cho Moa, đặng Moa thấy thế thái. Nhưng mà thấy thì thấy, thấy thế tình cũng như đi coi hát, thấy hễ diễu trên sân khấu, Moa thấy đặng cười chơi vậy thôi, chứ Moa không thể xen vô đó mà làm như vậy được. Tánh ý toa kỳ quá, hèn chi bà già toa rầy, toa chịu không được, toa bỏ toa đi. Bây giờ toa không chịu trở ra bác, vậy toa ở đây toa làm việc gì? Toa nói cho Moa nghe thử coi.
Năm Moa được cấp bằng làm giáo sư ngoài Bắc, Moa muốn bỏ không thèm đi. Moa có ghé trường Tư Thục Vân Thế ở Tân Định mà hỏi thử ông cai trường coi chịu cho Moa dạy hay không. Ông lấy làm vui cho Moa dạy. Vậy để sáng mai, Moa xuống trường Moa hỏi lại. Nếu bây giờ đối với Moa còn cái hảo ý ấy, thì Moa sẽ đi dạy học để lấy tiền lương mà nuôi vợ Moa. Bà Huyện cười mà nói. Anh Đốc tính như vậy coi không tiện. Dạy trường tư, anh lãnh mỗi tháng có 5-70 đồng bạc, mà lại không có danh vọng gì hết. Anh học giỏi mà bác dưới nhà lại giàu lớn, anh đi làm như vậy coi sao được. Tôi xin phép trả lời theo mỗi ý của chị. Lương nhiều hay là ít không quan hệ gì. Như nhiều thì xài nhiều, như ít thì xài ít. Nhiều ít gì cũng được, miễn đời được sung sướng, trí được thông thả thì thôi. Còn danh vọng... danh vọng là gì? Có phải được ngồi ở cái địa vị giàu sang, bày thù phụng theo ngợi khen, đó mà gọi là danh vọng hay không? Theo tôi tưởng thì chí mình cao, lòng trong sạch, không bỡ đỡ trên, không khinh ở dưới. Biết xét mình coi đời, không cầu ai trọng, vì cái trọng của kẻ ngu không quý gì. Không màng ai chê, vì cái chê của kẻ dại không mấy hại. Làm người được như vậy thì đủ rồi, cần gì thứ danh vọng giả. Nó đã không làm cao cho giá trị của mình, mà còn làm giảm cái chí hướng của mình nữa. Anh nói giống chị thì nói, mà bác dưới nhà mỗi năm thâu lúa huê lợi trên 20.000 giả lúa. Bây giờ anh phải xuất thân đi làm mướn thì tức quá. Chị nói lời ấy tôi kính phục chị lắm. Tôi ái ngại một chút là ái ngại chỗ đó. Mà nếu xét cho kỹ thì cũng không nên buồn. Tuy cha mẹ mình giàu, song tài sản là tài sản của cha mẹ, chứ không phải của mình làm ra. Bởi vậy, giàu mình không được hưởng, mình cũng không nên phiền trách. Vì như cha mẹ mình nghèo, thì mình lấy gì mà trông mong? Mà cha mẹ giàu thì con hưởng nhờ chứ. Nếu tôi gặp cảnh như anh, chắc tôi không làm như anh vậy đâu. Chứ chị làm sao? Nếu bà giận mà đuổi, thì tôi đến nhà bà con tôi ở đậu. Hay là mướn phố tôi ở riêng, xong cũng ở gần đó. Mình ở đó mình kiếm thế làm ăn. Trong làng trong xóm, ai cũng biết mình là con nhà giàu. Bề nào ngày sau mình cũng có gia tài. Bởi vậy mình cậy họ giúp vốn cho mình làm ăn, thì chắc ai cũng sẵn lòng hết thảy. Mình nương nấu một ít lau nguôi ngoai, bà già hết giận, rồi mình trở về nhà. Nếu mình phiền, mình bỏ nhà mà đi, thì gia tài của cha mẹ, chị em mình họ hưởng cũng ổn lắm chứ. Như Thạch ngồi ngẫm nghĩ không nói nữa. Cô Nhung thấy vậy, cô mới nói với bà Huyện. Vợ chồng em buồn là buồn về sự má em giận, chứ gia tài vợ chồng em không xá gì. Sao mà lại không xá? Có của sẵn, khỏi làm cực khổ. Ấy là cái phước riêng của mình. Mình được phước thì mình hưởng, sao mà chê? Gia tài lớn quá, chứ phải ít ỏi gì sao? Ông Huyện đứng dậy dỗ cha Như Thạch mà nói. Mà đàm nói phải lắm, toa phiền bà già. Toa bỏ nhà mà đi thì hại cho quyền lợi của toa nhiều. Moa lo là lo về tình nghĩa, chứ quyền lợi có nghĩa lý gì đâu mà toa nói quyền lợi. Ở đời phải coi quyền lợi trọng hơn hết mới được. Tình nghĩa hay là giống gì nữa cũng đều đứng sau hết. Lý thuyết kim tiền. Phải, sanh nhầm cái đời người ta xem trọng con bò chàng, thì mình phải theo cái lý thuyết kim tiền chứ sao. Chớ chi toa làm giáo sư thì có ích cho dân chúng nhiều lắm. Bởi vì toa lấy cái lý thuyết đó toa dạy, thì chắc học trò của toa ngày sau giàu hết. Moa làm quan, moa dạy dân cũng được vậy. Ý, được đâu. Toa làm quan nếu toa thi hành cái thuyết đó, moa sợ dân nghèo hết chứ. Ai nấy đều cười rộ, ông Huyện cũng cười. Ông Huyện ngồi lại rồi nói tiếp. Thôi đừng có giễu cợt nữa, phải tính việc của toa lại cho kỹ. Coi phải làm thế nào bây giờ. Theo ý moa thì toa nên làm như vậy. Toa phải đưa madam về ngoài Bắc mà ở tạm. Moa đã nói không thể trở ra Bắc được. Toa đưa madam về Bắc, rồi toa trở vô liền. Không được, moa không thể rời vợ moa được. Thôi thì... toa kiếm chỗ trong này mà để cho madam ở yên, rồi toa trở về Ô Môn mà ở với bà già. Toa muốn nói cái gì vậy? Theo ý moa thì thế nào toa cũng phải thuận với bà già mới được, chứ nếu toa nghịch thì hại cho toa lắm. Toa cho madam về Bắc, hoặc toa gửi ở đâu đó rồi toa trở về một mình mà ở với bà già. Toa nói dối rằng toa sợ bà già buồn rầu nên toa đã bỏ madam rồi. Bà già nghe vậy chắc bà hết giận rồi trở lại thương toa. Toa là trưởng nam, được bà già thương thì tự nhiên toa có quyền trong nhà. Có quyền rồi mới có tiền mà nuôi madam chứ.
Toa ở đó, lâu lâu toa kiếm chuyện mà đi chơi, rồi toa tới lui với madam cũng được vậy. Làm thế ấy thì toa trọn đạo với mẹ, mà cũng trọn nghĩa với vợ nữa. Hơ, giả dối. Đạo nghĩa như vậy là đạo nghĩa giả dối. Sao toa lại bày cho moa? Ông Huyện trùng chai mà nói. Làm như vậy thì hay quá, mà toa không chịu thì thôi, cho moa biết tính thế nào được nữa. Thôi, toa thay đồ nghỉ trưa một chút, rồi thủng thẳng sẽ tính lại. Hai ông bà ở cái phòng phía trước đó, cái phòng đó rất mát mẻ. Vợ chồng ông Huyện vô buồng phía sau mà nghỉ, vợ chồng Dư Thạch qua cái phòng phía trước. Tối, ăn cơm rồi, vợ chồng ông Huyện mời khách đi chợ lớn chơi. Dư Thạch nói, cảm ơn hai ông bà cho phép vợ chồng tôi ở nhà, đặng sắp đồ trong rương lại và viết thơ về nhà. Xe hơi đi rồi, vợ chồng Dư Thạch mới dắt nhau ra trước sân, đi qua đi lại mà hứng mát. Đi một hồi, Dư Thạch mới hỏi vợ, em có ăn năn chút nào không? Ăn năn thế nào? Ăn năn về sự đôi ta phối hiệp đó. Ồ, sao anh hỏi thế? Sao mà ăn năn? Em được gần anh á, thì bao giờ em cũng sung sướng lắm ạ. Hồi anh cưới em á, thì anh... Chắc anh sẽ đem hạnh phúc mà dâng cho em hưởng trọn đời. Anh sẽ làm cho em vui vẻ sung sướng luôn luôn. Anh không dễ hôm nay xảy ra việc bối rối trong gia đình, khiến cho vợ chồng ta phải vất vả như vậy. Bởi vậy anh sợ em buồn quá. Không ạ, em có buồn là buồn vì thấy má giận anh mà thôi. Chớ làm vợ anh mà thân em phải khổ cực đến thế nào em cũng không buồn. Theo công việc em đã thấy đó, thì rõ ràng từ nay cái đời của anh là đời vất vả không gia đình, không thân tộc. Anh muốn biết coi em thấy như vậy em có giật mình mà hối hận chút nào hay không. Anh thương yêu em á, thì đủ cho em sung sướng lắm rồi. Nếu cái đời của vợ chồng ta mà phải bị vất vả nghèo nàn, thì cái sung sướng ấy càng thấm nồng nàn. Em vui lắm, chứ sao lại hối hận. Cảm ơn em. Mấy lời em nói đó làm anh phấn chí mà đương đầu với mọi sự khó khăn của chúng ta trong lúc này. Em nghe vợ chồng ông Huyện nói chuyện hồi trưa, thì em đã thấy trí lý của vợ chồng ông không hợp với trí ý của anh chút nào hết. Anh không muốn ở đây lâu, vì ở đây sợ cái lẽ rồi sanh mít lòng. Vậy sáng mai anh sẽ kiếm chỗ mà dạy học liền. Hễ có chỗ làm thì mình mướn phố dọn ở riêng cho thông thả. Vâng, ở yên chỗ rồi em cũng sẽ kiếm công việc em làm, đặng em giúp anh. Thôi, em có thai nghén mệt nhọc, phải lo dưỡng sức, không nên làm việc. Một mình anh làm có lẽ cũng đủ tiền nuôi nhau sống được. Em vô nhà mở rương, sắp đồ đạc cho tử tế, để anh viết một bức thơ mà cáo lỗi với cậu Năm. Em sắp nhắc anh chuyện ấy. Anh viết thơ, anh chẳng nên tỏ ý phiền má. Bởi vì làm con chẳng nên phiền cha mẹ, dầu cha mẹ không thương cũng vậy. Anh có phiền đâu. Vợ chồng dắt nhau trở vô nhà, vợ lo mở rương sắp áo quần, còn chồng ngồi lại bàn viết mà viết thơ. Chừng Dư Thạch viết thơ rồi, thì vợ sắp đồ cũng rồi. Chàng kêu vợ lại ngồi một bên, rồi đọc thơ lại cho vợ nghe. Đọc như vậy. Thưa cậu, khi cậu tiếp được thơ này thì chắc cậu đã hay biết công việc của cháu rồi. Cháu phải bỏ mẹ lìa nhà mà đi, chẳng phải ý cháu muốn như vậy. Ấy là tại má cháu đánh đuổi không cho cháu ở. Cậu đã hiểu vì ngọn lửa ái tình nó đốt lòng cháu, nên cháu tự nguyện mà cưới vợ, không chờ mệnh lệnh của cha mẹ. Cháu lỡ phạm đến gia pháp, cháu đã lạy lục năn nỉ hết lời mà khẩn cầu má cháu tha lỗi cho cháu. Cháu thành tâm chịu lỗi, có trước mặt cậu nghe thấy rõ ràng. Tiếc gì má cháu thuộc về lớp lớn, cố chấp những thành kiến cũ của gia đình xã hội thái quá, không muốn thấu hiểu tâm hồn chủ trương của lớp nhỏ, nên má cháu đành đoạn tình mẫu tử, đành đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà. Cậu hiểu cái ốc của lớp nhỏ, nên cậu đã không quở trách cháu, mà cậu lại còn can gián dùng cho má cháu bớt giận. Thái độ của cậu đối với vợ chồng cháu thiệt là đáng kính phục. Nó khắc ghi trong đầu vợ chồng cháu, dầu trăm ngàn năm cũng chẳng phai chẳng lờ. Hồi khuya hôm qua, lúc cháu đau lòng rơi lụy mà chét trương bước ra cửa ngõ, sắp lìa khỏi cái nhà của tổ phụ, là chỗ ngày xưa cháu mở mắt lần đầu mà thấy đời, là chỗ cháu đau đớn ôm cha cháu mà khóc khi cha cháu thở hơi cuối cùng, là chỗ chất chứa những kỷ niệm đầm ấm về đời thơ ngây của cháu, mà cũng là chỗ hiện nay
đương ra vô châu mày một mẹ già mà vợ chồng cháu thương yêu kính trọng chẳng có chi bằng, thì vợ cháu có khuyên cháu nên ra nhà cậu mà trình cho cậu hay rồi sẽ đi. Lúc ấy trí cháu bối rối, lòng cháu lạnh tanh, cháu chẳng còn biết quấy phải, chẳng còn kể thân tộc, nên cháu lắc đầu rồi đi luôn. Dường như cháu lật đật tránh xa cái luồng không khí nặng nề của đất Thới An vậy. Nay trí cháu bình tĩnh nên cháu vội vã viết bức thư này mà cáo lỗi với cậu, và xin cậu tin chắc rằng bắt đầu từ nay thân cháu bơ vơ vất vả, phận cháu trở ra một đứa vô gia đình, vô thân tộc, mà chẳng bao giờ cháu quên được cái đời cháu vẫn có một bà mẹ banh da xẻ thịt đẻ cháu ra, vẫn còn một người chị thuở nay cháu vẫn hết lòng yêu mến, vẫn còn một ông cậu thấu hiểu tâm hồn cháu nên biết thương cháu. Thưa cậu, từ nay cháu bước chân vào một cảnh đời mới, tuy còn lờ mờ song cõi thế rộng rãi, cháu chưa biết được cảnh đời ấy vui hay buồn, hay hay dở thế nào, nhưng mà cháu vẫn hăng hái mà bước tới, không ngần ngại một chút nào hết. Dí dầu cảnh đời ấy chưa đầy những khe sâu hố hiểm, dí dầu cháu với người bạn đồng tâm đồng chí của cháu nắm tay nhau đi trong cảnh đời ấy mà phải sụp té từng bước, phải đuối sức dọc đường, thì cháu cũng cam tâm dân chịu, chẳng dám phiền trách ai hết. Cháu bạo gan dám trái thế tục, dám phạm gia pháp, ấy là vì cháu muốn tìm hạnh phúc phi thường cao thượng, khác hơn các hạnh phúc của các bạn đồng thời. Nếu rủi hạnh phúc ấy là cái bóng không có hình, hoặc đổi ra hoạn họa, thì tức cười mà thôi. Tức cười cái óc lãng mạn của cháu không hợp với ý người, mà cũng không thuận với lòng trời. Hai cháu đồng cúi chào cậu và kính gửi lại má cháu mỗi đứa hai lạy, mà xin má cháu quên cái tội bất hiếu của con và dâu. Lý Như Thạch, bái thơ. Như Thạch đọc thơ lại rồi hỏi vợ có câu nào không vừa ý vợ chăng. Cô Nhung cười và đáp: anh tỏ cho cậu hội đồng biết tâm hồn của chúng ta một cách rõ rệt như thế, mà nhất là trong thơ anh chẳng có viết câu nào phiền má, thì em vừa lòng lắm. Anh cứ bỏ vào bì, rồi sáng mai em dán tem em gửi cho. Vợ chồng ông Huyện đi chợ lớn về, chủ khách đàm luận chơi một chút rồi từ nhau mà nghỉ. Buổi sớm mai lối 8:30, trời nắng chang chang dội xuống đường trán nhựa, làm bốc hơi nóng khó chịu hết sức. Như Thạch đạp xe máy trên khúc đường từ nhà ga xe điện Bà Chiểu vô nhà Việt Bình Hòa xã, chân đạp nhẹ nhẹ, tay mặt nắm xe mà kềm, tay trái cầm một gói ngoài bao giấy trắng. Tuy xe chạy chậm chậm nhưng vì bị trời nắng nên chàng đổ mồ hôi chảy từ trên mái tóc xuống tới hai bên gò má. Về gần tới nhà Việt Bình Hòa, chàng nghe phía sau lưng có tiếng kèn xe hơi nên lật đật ép xe qua phía tay mặt mà tránh. Xe hơi chạy ngang qua thì chàng nghe có tiếng kêu tên chàng, rồi lại thấy xe thắng lại và ngừng phía trước cách ít chục thước mà đợi chàng. Như Thạch đạp xe tới, thấy vợ chồng ông Huyện Khoan ngồi trên xe hơi thì ngừng xe nhảy xuống mà chào. Ông Huyện đưa tay ra cửa xe nắm tay Như Thạch, vừa cười vừa hỏi: mạnh giỏi hả, toa đi đâu đây? Moa đi về nhà moa. Nhà toa ở đâu? Ở phía sau rạp hát Thầy Cai đây. À, mấy tháng này nghe toa về ở trong Bà Chiểu mà có về toa ở chỗ này đâu. Toa mướn nhà mà ở hay là ở phố? Ở phố. Đằng sau rạp hát có phố hay sao? Có phố dách dáng nho nhỏ. À, mà bữa nay chủ nhật toa đi đâu đây? Ra ngoài Đa Cao mua thuốc về cho mấy phem uống. Bà Huyện nghe như vậy mới hỏi: bà Đốc đâu hay sao? À, thưa phải, hơn một tháng nay nhà tôi đâu rề rề hoài, không ra thăm bà được, xin bà tha lỗi. Bà Đốc đâu bệnh gì? Gần ngày sanh rồi nên trong mình mệt nhọc ăn ngủ không được. Chiều hôm qua chở nó đi coi mạch thì đốc tơ nói trái tim nó yếu lắm nên phải mệt hoài. Khổ chưa, anh phải ráng lo thuốc men chứ gần ngày sanh mà bệnh như vậy không tốt. À, tôi lo lắm chứ. Ông Huyện tiếp: mà toa coi bộ cũng không được mạnh, lúc này toa ốm hơn hồi trước nhiều. Moa mạnh chứ có đau dĩ đâu. Toa dạy trường Vân Thế mà toa làm việc nhiều hay ít? Moa xin dạy nửa chừng, mấy lớp đều có sẵn thầy hết rồi,
Ông hiệu trưởng dị tình cho Ma dạy phụ mỗi tuần lễ có 6 giờ, nên công việc gì nhiều lắm đâu. Trời ơi, Toa dạy một tuần có 6 giờ, rồi làm sao có đủ lương cho Toa xài? Mỗi tháng chừng 40-50, có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, không hại gì. Có lẽ chừng khai trương năm tới, ông hiệu trưởng sắp đặt giáo sư lại, rồi Moa mới dạy nhiều giờ được. Toa coi đó không phải là cách sanh hoạt rồi. Không, đó cũng là một cách sanh hoạt chứ. Theo ý Moa thì Toa cũng nên lập ra một nhà trường của Toa, rồi Toa làm cai trưởng coi mới được. Tiền. À, đó là một vấn đề, Toa thấy chưa? Moa thấy lắm chứ. Nếu Toa thấy thì Toa phải công nhận lời Moa khuyên Toa hồi trước không phải là lời nói bậy. Phải, lời Toa khuyên đúng lắm chứ. Song đúng với người thường mà không hợp với ốc của Moa. Ông Huyện trúng vai rồi ngó vợ mà cười. Bà Huyện nói: Bữa nay vợ chồng tôi mắc đi Gò Giáp có chuyện gấp, để bữa nào rảnh tôi sẽ vô thăm hai ông bà. Ông về nói giùm tôi có lời chúc bà Đốc mạnh khỏe nghen. À, cảm ơn. Xe hơi chạy đi, Như Thạch leo lên xe máy đạp mà về nhẹ. Mấy tháng nay, Như Thạch dạy học tại trường Vân Thế, vì lương ít nên phải mướn căn phố nhỏ, mỗi tháng có 5 đồng mà ở sâu rạp hát Thầy Cai gần ngã ba đường vô đồng ông cổ. Nhà miền ấy cao ráo, lại có cây nhiều nên chỗ ở sạch sẽ mát mẻ, nhưng mà phố chật hẹp quá, lại bữa nào đi dạy phải đạp xe máy ra tới Tân Định, đường đi xa nên ở trong nhà thì tù túng, còn đi làm việc thì mệt nhọc. Như Thạch về tới cửa thì nhảy xuống xe gọn gàng, rồi dắt xe đem vô nhà mà dựng giữa vách. Cô Nhung đương nằm tại bộ dáng dầu nhỏ lót phía sau cái bàn chiếc. Cô thấy chồng về thì cô lồm cồm ngồi dậy, ngó chồng với cặp mắt trổm lơ, xong cũng cười mà nói: Anh đi nắng mệt nên đổ mồ hôi quá, thằng bé đi chợ chưa về, vậy anh cởi áo đi để em múc nước đặng anh rửa mặt cho mát. Như Thạch xua tay mà đáp: Em khỏi nhọc lòng, em cứ nằm nghỉ, để rồi anh đi ra sau anh rửa. Chàng để nón trắng trên bàn viết, rồi cầm gói thuốc đưa cho vợ mà nói tiếp: Bữa nay em khỏe hơn hôm qua hay là cũng vậy? Em khỏe hả? Anh coi sắc mặt em cũng mệt quá, chứ có khỏe đâu. Em mở thuốc mà uống liền đi. Cô Nhung mở gói thuốc, còn Như Thạch đi vô buồng cởi áo, rồi đi thẳng ra sâu bếp mà rửa mặt. Chừng chàng trở ra, cô Nhung hỏi: Anh mất hết bao nhiêu tiền? Về thuốc tới 3,5 đồng, còn cái hộp đó có 1,8 đồng. Tốn hao nhiều quá. Hôm qua doctor coi mạch hết 3 đồng, bữa nay mua thuốc hết 5 đồng mấy nữa. Đau thì phải tốn tiền thuốc chứ sao em. Em đừng có lo như vậy, phải để trí bình tĩnh cho khỏe, chứ em lo thì em mệt, rồi bệnh càng thêm nữa. Nhà mình không có tiền, em không lo sao được. Em để mặc anh lo, em cứ nằm nghỉ cho khỏe, đừng lo gì hết. Doctor đã nói em đau trái tim, vậy em không nên lo. Em trông đẻ cho mau á, đặng em mướn vốn nuôi em nhỏ, rồi em đi kiếm công việc làm mà giúp với anh. Đẻ rồi em phải ở nhà nuôi con, chớ đi làm giống gì. Như Thạch rót một ly nước trà bưng lại đưa cho vợ và nói: Em mở cái hộp lấy một viên thuốc mà uống trước đi, chừng gần ăn cơm rồi em sẽ uống ve thuốc kia. Cô Nhung vâng lời chồng, lấy một viên thuốc mà uống. Như Thạch biểu vợ nằm xuống mà nghỉ, rồi chàng ngồi một bên và nói rằng: Anh mới gặp hai vợ chồng anh Huyện Khoan hồi nãy đây. Anh gặp ở đâu? Gặp trước nhà Diệt Bình Hòa. Thế không đi kiếm thăm mình à? Không, đi đâu trong Gò Giáp, gặp hỏi lơ là rồi đi luôn. May á, nếu ghé thăm mình á càng khổ. Khổ cái gì? Nhà mình lôi thôi, nếu vợ chồng quan huyện ghé thì em xấu hổ quá. Sao mà xấu hổ? Em còn theo thường tình quá. Mình nghèo á thì tự nhiên nhà mình lôi thôi, còn mình không nhơ bẩn, lương tâm mình vẫn thư thái, thì mình dám ngó ngay mọi người, không sợ ai hết. Có xấu hổ chi đâu hở em? Họ ở nhà tốt, mà chắc gì cái ốc họ hơn mình được. Vâng. Nếu anh chịu làm như họ, thì anh cao sang hơn họ nhiều lắm, tại anh không thèm làm chứ. Như Thạch ngó ra lộ, thì thấy anh Tự Cường, là một vị giáo sư dạy chung một trường với mình, dạy về khoa sử ký và địa dư, đương đi thẫn thơ, tay có ôm cuốn sách, đi mà cứ dồn vô dãy phố. Chàng bèn bước ra cửa mà kêu hỏi: Chào anh đi vô trong này có việc chi?
Tự Cường niên kỷ có lẽ hơn Như Thạch cũng vài tuổi mà thôi, chứ không lớn hơn nhiều. Nhưng mà dốc cao, người mập, trán rộng, da đen, cặp mắt có vẻ nghiêm nghị và kiêu ngạo. Y phục lôi thôi nên không coi mọi chân diện. Chàng vừa thấy Như Thạch thì nhếch miệng cười, giở nón chào, rồi thủng thẳng vừa đi vô cửa vừa nói. May có anh ở nhà đây, tôi đi kiếm anh mà thăm anh, mà đàm luận chơi. À, nếu vậy thì mời anh vô nhà. Tôi rất cảm ơn anh cố tình chiếu cố. Sao anh biết nhà tôi ở đây? Bữa hổm nói chuyện anh có chỉ chừng, nên tôi mới biết mà vô đây chứ. Tự Cường bước vô nhà, cô Nhung ráng đứng dậy chắp tay cúi đầu chào. Như Thạch chỉ vợ mà nói với bạn. Ê, vợ của tôi. Tự Cường cúi đầu đáp lễ và nói. Tôi lấy làm vinh hạnh mà được biết bà và cố xin bà tín nhiệm cái ý thành kính của tôi. Như Thạch dây lại nói với vợ. Đây là anh Tự Cường, bạn đồng nghiệp của tôi, đi Pháp học, lấy được bằng cử nhân về khoa văn chương, hiện đang dạy một trường với tôi. Cô Nhung cúi đầu thi lễ và nói. Chồng em được làm bạn với ông thì em vinh hạnh lắm. Em kính chúc cho ông mỗi ngày một thêm cao sang, thêm hạnh phúc. Em xin mời ông ngồi. Vợ chồng em không có nhà tử tế mà tiếp rước ông. Thật á, em ái ngại quá. Thiệt trong nhà chẳng có vật chi xứng đáng. Phía trước ngay cửa thì có một bàn viết bằng cây dầu với một cặp ghế bằng may. Giữa vách buồng thì lót một bộ dán dầu nhỏ giá chừng 5 đồng bạc. Còn trong buồng thì chỉ có một cái giường cây để ngủ. Như Thạch kéo một chiếc ghế để trước bàn viết mời Tự Cường ngồi. Chàng cũng ngồi cái ghế để phía trong rồi cười và nói. Thật là nhà cửa lôi thôi lắm, xin anh chớ chấp. Tại sao mà tôi chấp? Trước khi vô đây, tôi vẫn biết anh không phải là ở nhà lầu. Bởi vì nếu anh ở nhà lầu, thì bao giờ anh thèm đi dạy học lãnh lương mỗi tháng có ít chục đồng bạc. Anh có được căn phố mà ở mát mẻ như vậy, thì anh sung sướng hơn tôi nhiều quá. Tôi không có nhà cửa phố xá chi hết, mới nói làm sao. Vậy chứ anh ở đâu? Tôi mướn một căn phòng khách sạn tôi ở, mỗi ngày tôi đi ăn cơm quán. Cô Nhung nghe như vậy thì hỏi. Thế thì ông chưa có vợ à? Thưa chưa, mà chắc chẳng bao giờ có. Em không hiểu sao ông lại nói thế. Thủy chung gì rồi, ông cũng phải có gia thất với người ta chứ. À, thưa không, tôi sẽ độc thân cô lập trọn đời. Thế à, chắc là ông chê phụ nữ đời nay chẳng có ai đáng làm bạn trăm năm với ông. Thưa không phải, phụ nữ đời nào cũng vậy. Có kẻ xấu mà cũng có người tốt, tôi đâu dám chê. Tôi tự quyết không lấy vợ là vì tôi thấy nhân tình giả dối, vô nịnh, tham lam thái quá. Những việc đáng khinh bỉ thiên hạ lại tranh đua mà làm. Những việc đáng tôn trọng thiên hạ lại ngó lơ bỏ dẹp. Nếu tôi lập gia thất thì phải đem thân mà lăn lộn trong cái dòng nhân tình tanh hôi ấy. Tôi phải buộc mình làm những việc tôi không muốn làm. Tôi phải ép trí mà du với những việc tôi chê tôi ghét. Thành ra đời của tôi là đời lãi cái. Người của tôi là người hai lòng, không có chủ hướng, không có nhân phẩm gì hết. Vì vậy đó nên tôi nhất định không lập gia thất, để một mình đàn hưởng tự do hoàn toàn. Muốn thì làm, trái thì cãi, không sợ ai, không dị ai, không dính dấp một chút chi với xã hội hết. Té ra ông là người chán đời. Không phải tôi chán đời, tôi muốn giải thoát cái thói thấp hèn của đời chứ. Vâng, em hiểu rồi, ý muốn thoát tục. Em mong cho ông đạt được cái mục đích cao thượng ấy. À, tôi rất cảm ơn bà. Thằng Sung là đứa tớ, đi chợ về, tay xách một cái giỏ vô cửa, rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Cô Nhung đi theo, coi bộ mệt nhọc, ột ệt lắm. Tự Cường ngó theo cô và nói, tôi coi bộ madam mệt nhọc lắm. Anh phải lo thuốc men, chớ có thai nghén mà mệt nhọc như vậy, chắc là không tốt. Hơn một tháng nay, nhà tôi ăn ngủ không được, cứ mệt hoài. Vậy sao ông không rước doctor coi mạch cho madam, rồi mua thuốc cho madam uống? Chiều hôm qua tôi có đem đi doctor, ổng coi mạch rồi nói nhà tôi đau trái tim. Chà chả, nếu vậy thì anh phải đem vô nhà thương nằm nghỉ, hoặc đem ra mé biển cho hướng gió mới được. Tôi cũng muốn như vậy, ngặt gì nhà tôi nó không chịu, nó nói đi nhà thương hay đi hướng gió đều tốn hao lung quá. Phải tốn chứ sao? Anh cũng biết á, tôi dạy mỗi tuần có 6 giờ nên số lương ít quá, tốn hao nhiều tôi chịu sao nổi. Tự Cường gật đầu, ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng, phải, anh lương ít quá, xài lớn sao đặng. Tôi chắc lúc này anh phải chịu khổ tâm lắm,
Phải, tôi khổ tâm lắm, khổ đủ mọi phương diện. Tự Cường chau mày, ngó ra ngoài sân, rồi thở dài nói rằng: Tôi muốn lập gia thất nên mới có những cái khổ ấy. Nếu độc thân cô lập thì có khổ như vậy đâu. Như Thạch trợn mắt đáp rằng: Không, tuy khổ, song tôi có ăn năn chút nào đâu. Về gia thất thì chí của tôi vẫn còn hăng hái luôn luôn, mà vợ tôi cũng không buồn, không ngã lòng. Vợ chồng tôi mà thương yêu nhau hoài thì khổ gì cũng không sợ. Tôi khen anh lắm, khen cái đức tính của anh về sự bền dai của gia thất. Anh chưa có vợ, nhất là anh chưa có một người đồng tâm đồng chí, nên anh chưa được nếm mùi ngọt bùi trong gia thất. Có khổ cái mùi ấy càng thêm thơm tho. Bởi vậy khổ mà tôi vui, cho tôi không nao núng chi hết. Anh nói hữu lý, nhưng theo tôi nghĩ, vì tôi không muốn chịu khổ, mà cũng không muốn nếm ngọt bùi. Tôi chỉ muốn trí thơ thới, thân tự do, cho khỏi xa vào nhân tình thế tục. Anh tu hay sao? Tu làm chi? Tôi có tu đâu, tôi lập chí chứ. Nếu anh lập chí, tôi e một ngày kia anh gặp một người đàn bà đồng chí với anh, rồi anh cũng phải bước chân vào chồng gia thất như tôi vậy. À, có lẽ, nhưng mà đàn bà có chí lập gia thất thì nhiều, còn đàn bà có chí tuyệt gia thất thì ít. Tôi tưởng trọn đời tôi cũng chưa gặp ai đồng chí với tôi. Biết chừng đâu, nếu anh có chí đó thì người khác cũng có vậy chứ. Đàn bà đời nay họ có học thức, họ triết lý cũng như mình, chứ không phải lù mù như hồi xưa vậy đâu. Để rồi coi, chưa thí nghiệm thì chẳng nên nói quả quyết. Lấy việc của anh mà suy thì đủ thay, gặp người đồng chí không phải dễ, anh phải ra bác mới gặp được. Anh nói lầm, đồng tâm đồng chí không phải dễ kiếm, bởi vậy gặp rồi làm sao mà bỏ được. Tiếc cho cái đời này còn có nhiều người không thấu hiểu việc ấy. Người ta không đồng chí với anh thì thế nào người ta hiểu được? Như Thạch gật đầu, ngồi suy nghĩ. Tự Cường đứng dậy, thọc tay vào túi quần, đi tới đi lui, đi một hồi rồi cười và nói: Quen với nhau đã mấy tháng rồi, vô trường thường hay bàn luận với nhau. Tôi biết ý anh cũng như ý tôi, ghét nhân tình, khinh thế tục. Nhưng mà tôi không dễ, chúng ta có chỗ nghịch nhau, là anh ưa gia thất, còn tôi ghét gia thất. Trong khi hai đứa mình, ai phải ai quấy. Ai cũng giành phải hết, không ai chịu quấy. Thôi, chúng ta phải cung kính cái đức tin, chẳng nên cãi với nhau làm chi. Phải hay là quấy để sau có đủ kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chúng ta nói chuyện hiện tại nghe chơi. Nghe nói hồi trước anh làm giáo sư, dạy trường nhà nước ngoài Bắc Việt, anh được một cái địa vị an ổn quá. Tại sao anh bỏ đi rồi về trong này dạy trường tư, lương bổng ít mà phải chịu khổ cực như vậy? Như Thạch thở dài đáp: Việc nhà của tôi kỳ cục lắm, nói ra nghe thêm buồn. Thấy chưa, tại ban đầu anh đi sái đường nên mới có sự kỳ cục làm anh buồn đó. Mỗi người có một ý riêng nên đi riêng một đường, chớ nào phải đi sái. Phận anh thì anh khinh bỉ nhân tình thế tục. Anh quyết thoát ra ngoài dòng mà đứng một mình, anh không muốn chung lộn với người đời. Còn phận tôi thì tôi cũng khinh bỉ nhân tình thế tục như anh, song tôi lại muốn đem thân chung chạ với người đời. Chung chạ mà tôi không làm những việc thấp hèn như họ, trái lại tôi công kích những việc thấp hèn ấy. Tôi nêu một thái độ thanh cao, tôi giữ một cử chỉ chánh trực, làm cho người đời mở mắt mà thay những thành kiến quái của gia đình, những phong tục xấu của xã hội, rồi sửa đổi cho đời trở nên vui vẻ cao thượng. Khó lắm, cái mục đích của anh tôi coi khó đạt được. Phải làm thử coi, chớ thấy khó rồi do dự không làm, làm sao mà thành được. Đời thấp hèn dơ giấy, mình lánh thì hay hơn, mình giữ phận mình cho cao, ai thấp mặt kệ họ, hơi đâu mà lo. Nói như anh thì dị kỷ quá. Nếu mỗi người đều làm như tôi hết, đời cũng trở nên vui vẻ cao thượng chứ. Làm như anh đã không thấy chỗ nào vui, thử hỏi đời vui làm sao được. Tại anh không thấy cái vui của tôi vui lắm chứ. Tôi vui về tinh thần nên người ngoài khó thấy, chứ không phải vui về vật chất như anh mà dễ thấy. Như Thạch ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp: Anh nói phải, tôi vui về vật chất, tại vui như vậy nên mới có chỗ buồn. À, bây giờ anh mới thấy rõ cái chủ nghĩa của anh là có một món khí giới hai lưỡi, nó làm anh vui mà nó cũng làm anh buồn được. Phải, bây giờ tôi không thể bỏ chủ nghĩa hiểm nghèo ấy được, đã nếm lỡ nước đời rồi thì phải uống cạn ly chứ không phép thối thoát.
thối thoát sao được chứ. Cô Nhung bưng ra hai tách nước trà, mời khách với chồng uống, làm cho câu chuyện đàm luận của hai người phải dứt. Tự Cường uống nước, rồi nói nữa. Tôi coi bề của anh khó quá, phải liệu thế nào, chớ để như vậy không được. Tôi nói thiệt với anh, bà già tôi giàu lớn, nhưng vì tôi trái phong tục, tôi kết hôn tự do, nên bà già tôi giận mà từ tôi. Cái khổ của tôi tự tôi làm ra, chớ nếu tôi quật lụy phong tục thì thân tôi sung sướng lắm. À, vậy hả? Té ra anh bị hại vì cái phong tục. À, phải. Tự Cường không nói chuyện nữa, bước ra cửa đứng ngó mông lung một hồi, rồi từ giả vợ chồng như thạch mà ôm hai cuốn sách đi về. Chiều bữa sau, Như Thạch đi dạy học về, thấy vợ cũng còn mệt như mấy bữa trước, nhưng mà hỏi thì cô Nhung lại nói khỏe. Chàng thay đồ ra, ngồi một bên với vợ mà nói. Có một việc kỳ quá, làm cho anh bối rối hết sức. Có việc gì, xin anh nói cho em biết. Hồi chiều nay anh đang dạy học, anh có tiếp được cái thơ của nhà thơ Phát, có dán cọ hẳn hồi. Anh xé bao thì không có thơ, mà lại có cái mang đa 50 đồng bạc. Anh coi con dấu đóng ngoài bao thì gửi tại nhà dây thép chính Sài Gòn. Mang đa cũng mua tại Sài Gòn để tên họ anh rõ ràng, xong không có biên tên người gửi. Anh không hiểu ai làm việc cắt cớ như vậy, gửi bạc cho anh làm gì? Em tưởng có lẽ má hay cậu hội đồng gửi cho anh đó chăng? Không phải, má với cậu hội đồng có biết anh ở Sài Gòn đâu mà gửi. Anh nghi anh Tự Cường lắm. Hôm qua anh có vô thăm bệnh, ảnh thấy em bệnh mà ảnh lại nghe anh than túng. Ảnh ăn lương tới 150 mà ảnh không có vợ con, ảnh xài tiền không hết, ảnh muốn giúp đỡ mình. Xong á, ảnh sợ đưa tiền ra thì mình ái ngại không chịu lấy, nên ảnh làm như vậy chứ gì. Thế thì anh đi kiếm hỏi ảnh coi phải bạc của ảnh gửi hay không. Hồi nãy tan học anh có gặp ảnh tại trường, anh thuật chuyện anh được cái mang đa kỳ cục cho ảnh coi nữa. Coi bộ ảnh không lấy chuyện ấy làm lạ, mà ảnh lại nói bây giờ có biết ai gửi đâu mà trả, thôi cứ lãnh bạc mà xài, chừng nào biết được người gửi sẽ hay. Nếu thiệt anh Tự Cường muốn giúp mình mà dùng cách kín đáo như vậy thì ảnh cao thượng quá. Thiệt lúc này em đau, nếu có tiền cho em nằm nhà thương dưỡng bệnh thì tốt lắm. Ngạc gì người ta giúp mình cao thượng như vậy, nếu mình nhận lãnh thì mình thấp hèn. Dân, lãnh thì mình hèn lắm. Hồi nãy đi về dọc đường anh có nghĩ, ở Sài Gòn mấy người anh quen nhiều là ông Huyện Khoan, còn người biết cái khổ của anh trong lúc này là anh Tự Cường. Ấy vậy hai người có gửi bạc cho anh, chứ không lẽ người nào khác. Vậy anh kiếm hai người đó mà hỏi gắt, nếu họ từ chối thì anh sẽ đến nhà dây thép xin cô tên người mua mang đa, tự nhiên phải lòi ra ai gửi. Anh tính như thế đúng lắm. Sáng bữa sau, Như Thạch không có dạy học, nhưng chừng tan học thì chàng đạp xe máy đi ra đường đón Tự Cường. Gặp nhau chào hỏi rồi hai người thủng thẳng đi bộ nói chuyện. Như Thạch hỏi, anh phải nói thiệt cho tôi biết coi, cái mang đa tôi đưa cho anh hồi chiều hôm qua đó, phải của anh gửi hay không? Không, tôi gửi làm chi? Tại sao anh hỏi kỳ cục vậy? Gia đạo của tôi duy có một mình anh biết mà thôi. Tôi chắc anh muốn giúp tôi nên anh làm như vậy, chứ không phải ai khác. Nếu anh chối thì tôi sẽ xuống nhà dây thép, tôi xin coi tên người mua mang đa rồi tôi trả lại. Tự Cường nghe Như Thạch nói hơi quả quyết quá thì cười ngất mà đáp. Anh lanh quá. Anh làm như vậy thì tôi phải chịu phép, chớ chối sao được. Tôi xin anh tha cái lỗi giả chối cho tôi. Tuy hai đứa mình bất đồng chủ nghĩa, nhưng hôm qua tôi thấy chị bệnh nhiều, còn anh túng rối, tôi chịu không được. Tôi muốn trao tiền cho anh, đặng anh đem chị đi nhà thương nằm dưỡng bệnh, mà tôi sợ anh ái ngại không chịu lấy, nên tôi làm như vậy đó. Chứ không phải tôi giả dối, đặng khinh bỉ anh đâu. Anh biết thương tôi như vậy, tôi cảm ơn anh lắm. Thiệt lúc này vợ tôi đau, mà tôi không có tiền. Nếu anh giúp tôi, ân nghĩa lớn lắm. Ngạc gì tôi thọ của anh, rồi biết chừng nào mới trả lại cho anh được. Ôi, hơi nào mà lo việc đó. Anh còn lo như vậy, tất nhiên anh chưa thoát thường tình. Tôi dư, anh thiếu, tôi sớt bớt cho anh. Anh cứ lẳng mang đa đó đi, rồi đem đóng tiền nhà thương cho chị nằm, đừng ngại chi hết. Anh ăn lương ít, nếu anh cần dùng thì mỗi tháng tôi sớt bớt cho anh 50-70 đồng bạc được. Anh thì tình đãi tôi,
Nếu tôi theo đường tình ái ngại hoài, té ra tôi xưa quá. Vậy tôi chịu lấy và tôi thay mặt cho vợ tôi mà cảm ơn anh. Nếu nó hết bệnh, ấy là nhờ anh. Thôi thôi, đừng có bắt chước thế tình mà nói những tiếng cảm ơn, những tiếng nhờ cậy, nghe kỳ cục quá. Bọn mình phải nói, phải làm khác hẳn thiên hạ chứ. Những câu đặc sản từ đời thượng cổ để nói mà chơi chứ không có ý nghĩa gì đọc lại làm chi. Anh đi lãnh mang đa rồi đem chị vô nhà thương liền đi. Tự Cường bắt tay Từ Giả Như Thạch rồi đi tuốt. Như Thạch đi lãnh mang đa rồi về thuật lại cho vợ nghe. Cô Nhung cười và nói: Anh Tự Cường cao quá, mà anh làm ra cho rõ rệt á thì anh cũng khỏi thấp. Chiều bữa đó, Như Thạch đem vợ vô nhà thương bà Chiểu nằm. Lối 12 giờ khuya, Như Thạch đứng tại hàng ba nhà bảo sanh bà Chiểu, tay vịn lan can, mắt ngó cửa phòng ngay trước mặt. Vì cửa phòng khép khít nên chàng không thấy được, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng cô Nhung rên mà thôi. Chàng đứng trân trân không cửa quậy, mặt trái xanh, ngực hồi hộp. Cách một lát, cửa phòng mở hé ra, một cô mụ lách mình bước vào. Như Thạch chợt hỏi: Sanh rồi hay chưa vậy cô? Cô mụ lắc đầu mà đáp: Cô yếu quá nên không dám cho rặn, để cho cô nghỉ một chút rồi tôi sẽ cho rặn thử coi, nếu không được thì phải kêu ông thầy chứ biết làm sao. Cô mụ đi rột rẹt rồi xách một bầu nước trở vô phòng khép cửa lại. Như Thạch trong lòng lạnh ngắt, dây mặt ngó ra sân thấy cây cỏ lờ mờ, còn ngoài đường thì hàng đèn khí nối nhau mà chiếu, song không có dạng người qua lại. Chàng vì lo, vì sợ, vì buồn, bởi vậy trong trí bối rối ngó cây cỏ, ngó đèn mà không để ý đến cảnh vật chút nào hết. Thình lình nghe trong phòng có tiếng rạn một hơi rất dài, Như Thạch càng thêm bối rối nên nín hơi lóng tai nghe. Rạn rồi thở hổn hển, thở rồi rạn nữa, rồi lại nghe tiếng con nít oa oa. Như Thạch nửa mừng nửa sợ ngổn ngang. Mừng con đã sanh mà lo sợ vợ đuối sức. Chàng nóng nảy trông cho họ mở cửa phòng đặng vô mà hỏi thăm, nhưng trong ngoài không thấy mở. Cách một hồi rất lâu, một cô mụ già mở hé cánh cửa ra, vừa thấy Như Thạch thì nói: Sanh rồi con gái, con nhỏ mạnh lắm, tới 3,5 kg, còn cô thì mệt quá, để tôi đi kêu thầy điều dưỡng tiêm cho cô một mũi thuốc khỏe cho cô nghỉ. Ông vào mà thăm cô, bây giờ ông vô được. Cô mụ nói rồi quay quả đi liền. Như Thạch bước vô phòng, thấy vợ nằm trong giường, mắt nhắm khít, ngực hôi hốt, mặt mét xanh, coi bộ mệt lắm. Chàng nắm tay vợ mà nước mắt rưng chảy. Cô Nhung dây mắt ngó chồng, lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Như Thạch thấy cô mụ bồng con nhỏ bước lại gần thì chàng đứng nhìn con. Cô mụ nói: Con nhỏ này chừng lớn nó ngộ lắm. Cô mụ già trở vô phòng lại dắt theo một ông thầy điều dưỡng còn ngây ngủ nên mặt sật sự. Thầy điều dưỡng tiêm cho cô Nhung một mũi thuốc rồi bỏ đi ra không nói một tiếng chi hết. Hai cô mụ lo sắp đặt cái nôi đặng để em nhỏ nằm. Cô Nhung thở dài rồi mở mắt ngó chồng, miệng chúng chím cười. Cô mụ già bước lại rờ trán cô và hỏi: Khỏe rồi hả? Cô Nhung gật đầu đáp nhỏ: Em khỏe, em cảm ơn hai cô. Hai cô mụ bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại. Như Thạch nhắc một cái ghế đem để bên cạnh giường ngồi và nói chuyện với vợ: Em mệt nhọc quá, vậy em ngủ một chút cho khỏe, để anh ngồi đây á, anh coi chừng con cho. Bây giờ em khỏe rồi, hồi nãy anh sợ quá. Thật anh à, hồi nãy em mệt lắm, em tưởng đã không xong rồi. Em muốn uống nước hay không? Xin anh làm ơn rót cho em một chén. Như Thạch rót nửa ly nước trà bưng lại cho vợ uống, rồi vén tóc bao mền cho vợ, bộ lo lắng lắm. Bây giờ cô Nhung thiệt khỏe nên cô nói: Em chưa trông thấy mặt con, nghe nói con gái phải không? Con gái. Em muốn anh bồng cho em coi hay không? Em muốn lắm, song sợ anh không quen bồng, rồi anh đánh rơi con. Anh bồng được, để anh bồng con lại cho em coi, mặt dễ thương quá. Như Thạch bước lại dở cái nôi mà bồng con nhỏ đem để nằm một bên mình vợ. Cô Nhung dây qua nhìn con, Như Thạch cũng đứng một bên mà ngó. Con nhỏ mở mắt rồi nhắm mắt lại một lát, nó quơ hai tay làm cho cha mẹ nó vui vẻ vô cùng. Như Thạch nói:
gương mặt con á, giống hệt mặt em. Đây là dấu tích của vợ chồng ta. Có con, tình vợ chồng ta càng thêm kháng khích. Để ngày mai á, anh đi khai sanh cho con. Em muốn đặt tên gì? Em không dám, việc ấy tự ý anh định. Anh muốn đặt tên con là Thanh Nguyên, vừa ý em hay không? Tên ấy tốt lắm ạ. Thanh Nguyên nghĩa là nguồn nước trong. Anh không muốn cho con mình nhiễm trần tục chút nào hết, nên anh mới đặt tên ấy. Vâng, em bằng lòng lắm. Thôi, để anh đem con trở lại nôi, đặng em thông thả mà ngủ một chút. Anh để con nằm đây với em được. Em để con nằm một mình trong nôi, sợ con lạnh. À, em muốn như vậy cũng được. Xong mới để cho anh bỏ mồm xuống, kẻo mũi cắn con. Như Thạch bột mồm kín đáo, rồi ngồi ngoài coi chừng cho vợ ngủ. Cô Nhung sợ chồng mệt, nên khuyên chồng về mà nghỉ. Nhưng chàng không nỡ về, cứ ngồi đó cho tới sáng. Có mấy cô mụ vô phòng rồi, chàng mới chịu từ giả vợ về thay đồ, đặng lập tức đi khai sanh cho con. Mỗi bữa, Như Thạch đều có mặt tại nhà bảo sanh mà săn sóc vợ con luôn. Trừ ra tới bữa cơm và tới giờ đi dạy học thì chàng mới chịu về. Cô Nhung nằm tại nhà bảo sanh 10 bữa. Tuy vậy, trái tim của cô vẫn không dứt nên cô hay yếu và mệt. Xong, cô xin chồng đem cô về nhà đặng cô nằm cho thông thả. Về nhà, vợ chồng vui vẻ hết sức, cứ thay phiên nhau mà bồng con. Nhất là cô Nhung thương con quá. Nhiều khi chồng đi dạy học, cô ở nhà bồng con ngồi nhìn trót giờ mà không biết mỏi. Nhìn rồi cô lại cảm xúc nên ứa nước mắt. Tại cô thấy con là kết quả rõ ràng về cái ái tình của cô mà cô cảm. Hay là tại cô thấy con rồi cô lo sợ về cái đời tương lai của con nên cô cảm. Nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi cô như vậy thì cô không biết sao để trả lời. Cô chỉ biết rằng hễ cô ở nhà một mình với con, hoặc ban đêm cô thức dậy cho con bú, cô nhìn một hồi thì cô hồi hộp trong lòng, lo sợ buồn thương lẫn lộn. Vì trong mình đã có bệnh sẵn, lại thêm sanh sản, mà cũng vì tiền bạc khiếm khuyết nên thuốc men lút lát. Bởi vậy, thân thể cô Nhung ngày một thêm ốm, mặt mày của cô ngày một coi thêm mệt. Tuy cô biết trong mình có bệnh nhiều, sợ không thể sống lâu được, nhưng mà cô không dám nói cho chồng biết. Trước mặt chồng, cô cứ làm ra vui cười luôn luôn. Tuy vậy, Như Thạch vì thương vợ nên không cần vợ nói, chàng cũng đã hiểu biết. Bởi vậy trong bụng chàng lo sợ lung lắm. Một đêm, cô Nhung để con Thanh Nguyên nằm ngoài gián, rồi cô ngồi một bên, coi chừng mũi cho con ngủ. Như Thạch bưng đèn lại gần, và chàng ngồi phía bên này ngó con với vợ. Vợ chồng nhìn con, rồi nhìn nhau, bỗng sanh trong lòng mối tình cảm nồng nàn thiệt là khó chịu, song nói ra không được. Cách một hồi lâu, Như Thạch dây mặt vô dách mà nói: Thanh Nguyên còn nhỏ quá, mà em bệnh một ngày một thêm nhiều. Anh nghĩ tới đường tương lai, anh buồn hết sức. Anh đã sợ em chết à? Em không chết đâu, xin anh đừng lo. Em thương chồng thương con, có lẽ nào em đành chết mà bỏ hai cục thương của em đó cho được. Sống thác đều tại số mạng, có phải em muốn mà được đâu em. Số mạng là gì? Ấy là hai chữ để kẻ yếu trí đặt ra, đặng khỏa lấp che đậy thối nhu nhược của họ. Anh phải cương quyết, phải dạn dĩ đặng chống cự với cuộc đời, chẳng nên thấy khổ mà ngã lòng thối chí. Không, anh có ngã lòng thối chí đâu. Dẫu đến chừng nào, anh cũng còn can đảm đối phó với nhân tình thế cuộc luôn luôn. Tiếc gì bệnh hoạn mình, biết làm sao chiến thắng nó cho được. Vì vậy nên anh mới lo sợ chứ. Dí dẫu em phải chết đi nữa, xin anh cũng cứ vững lòng mạnh dạn bước tới, đừng buồn rầu, đừng nhút nhát. Không nhút nhát thì được, chớ không buồn rầu sao được. Hai đứa mình đồng tâm quyết chí nắm tay nhau, đồng bước trong một đường mới. Dĩ như một đứa ngã, đứa kia bơ vơ, không nhớ thương buồn rầu sao được. Như em có chết á, thì còn con Thanh Nguyên đó, nó là dấu tích của em. Có lẽ nó cũng đủ làm cho anh vui với sự sống tự do, cứng cỏi, ngay thẳng, trong sạch được vậy chứ. Mà em phải sống, đặng giúp anh nuôi con, rồi dạy cho nó kế chí của vợ chồng mình. Em không chết đâu. Anh gian dái cho được như lời em nói. Như Thạch ngó vợ ngó con, rồi chảy nước mắt. Tuy cô Nhung nói cứng cỏi như vậy, mà sự muốn không thắng nổi chứng bệnh. Bởi vậy, con đẻ vừa đầy mấy tháng, thì bệnh cô trở nặng. Mỗi ngày mệt đến mấy lần, và mỗi lần mệt,
thì tưởng cô phải tắt hơi. Một đêm, biết trong mình cô đã hấp hối, cô bèn kêu chồng bồng con đem lại cho cô hôn. Cô nằm một tay ôm con, một tay níu chồng, cô hôn con hai ba cái, rồi cô hướng mắt nhìn con và chồng trân trân. Giọt lệ tuôn ra, chảy ướt hai gò má cô. Cô mệt lắm, song ráng nói nho nhỏ. Em xin anh tha lỗi cho em. Em đã hứa đi với anh cho cùng đường, mà nay em phải bỏ anh giữa chừng. Tại vì bệnh hoạn nó giết em, chứ không phải em sợ khổ cực hay là thấy sự nguy hiểm mà trốn tránh. Em chết á, thiệt tức lắm. Tức vì không được tiếp với anh mà phá hủy những chế độ hẹp hòi của gia đình xã hội. Tức vì không được dạy cho con biết kế trí của vợ chồng ta. Cô Nhung nói đến đó thì mệt quá, nói không được nữa. Như Thạch đau đớn chịu không được, chàng cúi mặt xuống hôn vợ. Bốn giọt nước mắt hòa lộn với nhau. Đến khuya, cô Nhung tắt hơi. Sáng bữa sau, Tự Cường hay tin vội vã vô thăm. Chàng chắc Như Thạch tốn tiền nên đưa 100 đồng bạc cho Như Thạch lo liệu tống tán cho cô Nhung. Chôn vợ rồi, Như Thạch kiếm vú mướn nuôi Thanh Nguyên. May lúc ấy chị thì ở gần, mới sanh con được 3 tháng, kế con chết nên chị mới còn sữa. Như Thạch cậy chị đem Thanh Nguyên về nuôi giùm, mỗi tháng trả tiền cho chị 6 đồng bạc. Vợ chết rồi thì sự sống của Như Thạch chẳng còn một chút gì vui vẻ nữa. Mỗi ngày chàng kêu chị thì đem Thanh Nguyên lại cho chàng bồng dây lát, đặng nhìn mặt con cho giảm bớt nỗi buồn. Té ra ngó con chừng nào thì càng nhớ vợ thêm, chứ không giảm được. Có khi chàng nhớ tới mẹ thì chàng đau đớn về sự chàng làm cho mẹ giận hờn, nhưng đau đớn về cái lỗi của chàng, lại cũng đau đớn về sự nghiêm khắc của mẹ, nên chàng ôm lòng mà chịu, không tính trở về thú tội. Vì trong mình đã mang sẵn bệnh lao, nay gặp sự buồn rầu dồn dập nên bệnh ngày càng thêm hoài. Cô Nhung chết chưa được 5 tháng thì Như Thạch ốm như tàu lá, không thể đi dạy học được nữa. Chàng biết không sống lâu được nên một đêm chàng nằm thao thức trong trí nhớ đường đi nẻo nọ. Rồi chàng ngồi dậy đốt đèn viết một bức thơ gửi về cho mẹ, mà thư cho mẹ hay rằng mình sắp chết và xin mẹ tha lỗi. Thơ gửi đi rồi thì bệnh càng nặng thêm hoài. Cách 10 bữa sau, Như Thạch nằm liệt. Tự Cường có đến thăm thì chàng nằm nói chuyện chứ không dậy nổi. Một buổi chiều, chị thì bồng Thanh Nguyên lại thăm, Như Thạch ngó con rồi khóc, chớ không bồng con được. Đêm ấy, chàng ráng ngồi dậy rồi đi lại bàn viết lấy giấy viết. Ngồi viết trót 2 giờ đồng hồ, viết rồi chàng lấy một cái bao thơ lớn bỏ vô, lại soạn giấy tờ trong tủ, lấy 3 tờ khác và đút chung vô đó nữa. Dán bao thơ kín đáo, lại lấy bánh kiến gắn thêm phía sau cho chắc chắn, rồi mới viết mấy hàng chữ ngoài bao. Chàng viết rồi thì mệt đuối, nên lần đi lại bộ chén mà nằm, để cái bao thư hồi nãy giữa bên mình. Qua ngày sau, Như Thạch biểu thằng Sung là đứa tớ ra trường Vân Thế đón mời Tự Cường vô cho chàng nói chuyện. Tự Cường mỗi ngày đều có vô một lần đặng lo thuốc men cho bạn, biết bạn không còn sống lâu nữa được, nên được tin mời thì lật đật vô liền. Như Thạch thấy Tự Cường thì sai thằng Sung đi kêu chị thì bồng Thanh Nguyên lại. Tự Cường kéo ghế ngồi một bên Như Thạch và hỏi: "Bữa nay anh nghe trong mình có khỏe hơn hôm qua hay không?" "Tôi mệt lắm, chắc giờ chết đã gần tới rồi." "Tôi coi anh còn tinh thần nhiều, chưa chết đâu, xin anh hãy vững lòng đừng lo sợ." "Nếu tôi còn tinh thần nhiều, ấy là vì tôi còn chút nợ đời bận lòng tôi, nên tôi nhắm mắt chưa được." Như Thạch nói mới mấy câu mà đã mệt nên nằm yên. Tự Cường thấy vậy không muốn nói chuyện nữa nên định đứng dậy. Như Thạch khoát tay tỏ ý muốn Tự Cường cứ ngồi đó. Chàng nằm nghỉ một chút rồi nói tiếp: "Tôi mời anh vô đây là vì tôi có tâm sự cần phải tỏ gấp với anh." "Anh cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe." "Khi mới quen nhau, tôi có tỏ cho anh biết rằng vì tôi theo cái thuyết tự do kết hôn nên bà già tôi giận, không thèm nhìn tôi là con." "Phải, anh có nói với tôi rồi."
cách 10 bữa trước. Tôi biết tôi sẽ chết gấp, nên tôi có viết thơ từ giả và xin lỗi bà già tôi. Tôi có nói tôi có một đứa con, như bà già tôi còn nghĩ tình máu thịt, thì cho người lên đem về mà nuôi. Chớ hễ tôi chết rồi, con tôi sẽ bơ vơ, vô gia đình, vô thân tộc. Tới bữa nay mà không thấy tin tức gì hết, chắc bà già tôi đã bỏ đứt tôi, mà cũng không thèm nhìn con tôi. Sợ thơ lạc, hoặc dưới nhà không biết anh ở đâu mà kiếm. Thơ không thể lạc được, lại trong thơ tôi biên chỗ tôi rành rẽ, chắc bà già tôi còn giận nên tuyệt luôn. Có lẽ xưa nay anh đã thấy rõ thái độ của tôi. Tôi thung dung chờ ngày chết, chẳng lo sợ chút nào hết. Tôi chỉ buồn có một việc, là khi tôi chết đi rồi, con thanh nguyên của tôi đây, rồi tôi bỏ nó cho ai? Xin anh đừng thêm lo, đến giờ cuối cũng phải để trí cho bình tĩnh. Nếu không ai nhìn nhận con thanh nguyên thì tôi lãnh nuôi cho. Như Thạch mở cặp mắt chổi hỏi mà ngó Tự Cường, rồi cười nói tiếp. Tôi cảm tình anh lắm, nếu được vậy thì tôi chẳng còn chút gì bận lòng nữa. Tôi mời anh vô đây là cố ý muốn nói chuyện đó với anh. Hôm nay tôi không nói là vì tôi còn tưởng má tôi hoặc chị tôi lên đem nó về nuôi. Hồi chiều hôm qua, chị vú bồng con tôi lại, tôi thấy mặt nó, rồi tôi nhớ ở dưới nhà không ai lên, thì tôi cảm động hết sức. Đêm hồi hôm tôi không ngủ được, tôi ráng ngồi viết một tờ di ngôn mà để lại cho con. Nếu anh sẵn lòng thế cho tôi mà nuôi giùm con tôi, thì tôi giao giấy tờ trong bao thơ này cho anh, xin anh cất giùm. Chừng nó được 18 tuổi, có đủ trí khôn rồi, anh sẽ trao cho nó. Tôi hứa chắc với anh rằng tôi sẽ hết lòng nuôi con thanh nguyên như anh nuôi vậy. Anh hãy an tâm, đừng lo chi hết. Cảm ơn anh. Như Thạch lấy cái bao thơ niêm hồi hôm đưa cho Tự Cường, rồi ngoắt chị vú biểu đem thanh nguyên lại. Chàng giới tới ôm đầu con hôn và nói. Thôi, cha từ giả con. Tên con là Thanh Nguyên. Vậy chừng nào khôn lớn, con phải trong sạch như nước trong nguồn, đừng nhiễm một chút bụi trần nào hết. Tuy cha chết, nhưng mà con đã có cha khác lãnh nuôi con, dạy con, cũng như cha còn sống. Con không đến nỗi thất dưỡng thất cháo đâu mà lo. Như Thạch nói dứt lời, bèn xô con lại cho Tự Cường mà nói. Đây, tôi giao con tôi cho anh đây, xin anh lãnh lấy. Tự Cường đưa tay ra bồng thanh nguyên và để cái bao thơ trước ngực con nhỏ mà nói. Con đừng có buồn, ba sẽ thương yêu con, bảo hộ con, cũng như cha đẻ của con vậy. Con thanh nguyên không hiểu chi hết, nó thấy lộn xộn thì nó ngó Như Thạch, rồi ngó Tự Cường, ngó quanh quất, rồi lại chành miệng cười hịch hè. Như Thạch phỉ tình nên nằm thơ thới, bộ bớt mệt. Thanh Nguyên đòi bú nên chị vú lãnh lại và bồng đi ra ngoài. Tự Cường hỏi Như Thạch. Anh còn muốn dặn điều gì nữa không? Còn, tôi xin anh hai điều này. Một, hễ tôi chết rồi, thì anh phải giấu con Thanh Nguyên mà nuôi. Dầu bà con thân tộc của tôi năn nỉ thế nào, anh cũng đừng cho họ bảo lãnh. Hai, nuôi con Thanh Nguyên thì anh đừng cho nó biết căn nguyên của nó. Anh cứ xưng anh là cha đẻ của nó. Chừng nào nó đúng 18 tuổi, anh sẽ đưa cái bao thơ cho nó. Nó đọc tờ di ngôn của tôi rồi, nó liệu định thế nào, tự ý nó. Tôi sẽ làm y theo lời anh dặn. Còn về cách giáo dục, như anh có dặn điều gì chăng? Như Thạch nằm ngẫm nghĩ một chút, rồi mới đáp. Anh quan thông triết lý, tâm lý học, dạy dỗ con thanh nguyên. Tôi ưng để cho anh tự do mà liệu định. Tuy vậy mà tôi xin anh, dầu anh khiến cho nó đi đường nào, anh cũng ra công sửa dỗ cái óc nó cho trong sạch, cho cao thượng, đừng cho nhiễm những thứ thành kiến hữu bại của xã hội. Tự Cường gật đầu, vừa cười vừa nói. Tôi khen anh lắm. Đến ngày cuối cùng mà anh không nao lòng, không đổi chí, tôi sẽ ráng sửa chí con thanh nguyên giống như chí của anh. Như Thạch nghe mấy lời thì hớn hở, tuy hấp hối mà mặt còn tỉnh táo lắm. Tự Cường không nỡ lìa bạn, nên viết giấy rồi sai thằng Sung đem ra trường xin phép ông hiệu trưởng, đặng ở lại đó cho Như Thạch vui lòng. Đêm đó, Như Thạch tắt hơi.
Tự Cường đứng lo tống tán, chàng cày ông hiệu trưởng trường Vân Thế, đứng cáo phó giùm cho Thiên Hạ hay Như Thạch chết. Bởi vậy, tờ ai phó này không giống với tờ ai phó khác, thường không có biên tên cha mẹ, anh em, vợ con. Nhờ tờ ai phó bất hạnh trong nhật báo, nên ông huyện khoan hay, bữa tống chung có ông đến dự lễ với ông hiệu trưởng và các giáo sư trường Vân Thế. Hội đồng quyền ăn cơm trưa rồi, thầy ra đứng trước thềm xỉa răng và ngắm cảnh vật. Tên trạm làng đem tờ nhật trình lục tỉnh lại phát cho thầy. Thầy lấy tờ nhật trình rồi thủng thẳng trở vô nhà. Thầy đốt một điếu thuốc rồi kéo ghế ngồi và mở nhật trình ra coi. Thầy mới coi một chút thì Dùng đứng dậy ngó cô hội đồng đưa ngồi trên ván phía trong mà la lớn rằng: "Trời đất ơi, thằng Thạch chết rồi!" Cô hội đồng chân hững hỏi rằng: "Thạch nào?" "Thằng Thạch của chị cả chứ Thạch nào." "Ui, cha chả, chết hồi nào, ở đâu?" "Nhật trình nói chết tại bà Chiểu, chết đêm hai tay, qua bốn tay chôn." "Bữa nay mấy tay?" "Bữa nay năm tay, chôn hôm qua rồi, khốn nạn quá." "Tôi sợ Thạch nào đó, chớ thằng ba còn nhỏ, lại nếu nó có đau, nó cũng cho mình hay chứ." "Nó mà, nhật trình nói rõ ràng, Lý Như Thạch, giáo sư Trường Vân Thế, thì là nói chứ ai. Bất nhân dữ hôn. Vậy mà xưa rày á, tưởng nó giận chị cả, nó trở ra ngoài Bắc chứ. Thì lúc nó mới đi á, nó có gửi về cho tôi một cái thơ. Nó không có nói nó sẽ đi đâu, tôi cũng tưởng nó dắt vợ nó ra Bắc, chứ ai dè nó ở trên bà Chiểu. Không biết chị cả hay rồi chưa?" "Chắc là chị chưa hay. Nếu hay á, lẽ nào chị không cho mình hay? Để tôi vô trong chị coi." "Chà chả, chị hay đây á, chắc chị rầu lắm." "Vậy cho sáng con mắt chỉ, có một đứa con trai mà ở nghiêm khắc với nó quá lẽ." "Mình đi vô trỏng tôi cũng đi nữa, vô thăm chỉ một chút." Thầy hội đồng không kịp thay đồ, thầy lấy nón trắng đội lên đầu rồi cầm tờ nhật trình ra đi. Cô hội đồng che dù đi theo, cũng không thay áo đổi quần kịp. Buổi trưa, bà cả Kim nằm ngửa trên bộ dáng giữa cửa sổ phía trước, biểu con Tí nhổ tóc ngứa. Hữu Nghĩa ăn cơm rồi dắt vợ con xuống ghe đi vô làng Định Môn thăm ruộng. Tôi tớ đều làm công việc ở nhà sau, nên phía trước dán teo. Từ ngày Như Thạch bị đuổi đi rồi, thầy hội đồng quyền phiền bà cả và ghét vợ chồng Hữu Nghĩa nên thấy ít vô. Bữa nay thầy buồn mà lại bực tức nữa, nên bước lên thềm, thầy đi mạnh chân, tiếng dài kêu lớn. Bà cả giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Bà thấy dạng vợ chồng hội đồng thì bà mừng, nên lật đật bới đầu và nói lớn rằng: "Vô chơi á, sao mà đi trưa nắng quá vậy?" Thầy hội đồng đứng ngó nghe chị mà hỏi: "Thằng Thạch nó chết rồi, chị hay chưa?" Bà cả biến sắc hỏi lại: "Hả? Chết ở đâu? Sao cậu nó lại hay?" "Tôi đọc nhật trình đây, tôi mới hay chứ. Để tôi đọc cho chị nghe." Ông hiệu trưởng và các giáo sư trường Tư Thục Vân Thế lấy làm đau đớn báo cáo rằng ông Lý Như Thạch, giáo sư tại trường ấy, đã tị trần tại biệt xá của ông ở bà Chiểu trong đêm 2 Janvier 19, hưởng được 25 tuổi. Lễ an táng cử hành ngày 4 Janvier 19, đúng 7 giờ sớm mơi tại căn phố phía sau rạp hát thầy Cai. Thầy hội đồng đọc dứt rồi, thầy ngó bà cả mà nói: "Rõ ràng hay chưa Lý Như Thạch, giáo sư là thằng ba chứ ai?" Bà cả sửng sốt, bà ngồi trân trân, không nói được tiếng chi hết, lõ cặp mắt chao ảo, nhỏ hai giọt nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Cô hội đồng để cây dù trên ván, rồi cô dán áo ngồi sau lưng chị, lấy khăn lau nước mắt. Cô cũng không nói được một lời. Trong nhà nặng nặng chứa đầy không khí buồn thảm, làm cho sự đau đớn ba chị em càng thêm nặng nề khó chịu. Thầy hội đồng quăng tờ nhật trình trên bàn, kéo một cây ghế ngồi ngang đó, rồi thủng thẳng nói rằng: "Đã biết mạng số cùng rồi, thì ở đâu cũng phải chết. Nhưng mà chết ở đất khách quê người, cha mẹ bà con không được thấy mặt, thì tức quá. Chớ chị nghe lời tôi thì đâu có tai họa khốn nạn như vậy." Bà cả thở một hơi dài rồi nói: "Tại tôi nên con tôi mới chết."
Thầy hội đồng thấy chị đã tự hối, thầy không nỡ trách nữa, song trong lòng thầy vẫn còn đau đớn quá, nên thầy hỏi rằng: Bây giờ chị tính sao đây? Cậu tính làm sao thì tính giùm, chứ tôi còn biết làm sao mà tính. Nó chết đã chôn hồi sớm mơi hôm qua rồi. Tuy vậy mà mình cũng phải lên bà Chiểu, hỏi thăm coi nó đâu bệnh gì mà chết, mồ mả nó nằm ở đâu, chứ bây giờ tính bỏ luôn hay sao? Đi thì đi, cậu nó đi giùm tôi chứ, chứ tôi đi một mình lên trển, tôi có biết chỗ nào đâu mà hỏi thăm. Vợ chồng thằng xã đi đâu mà nãy giờ không thấy mặt? Hay tin thằng Thạch chết, ai buồn thì buồn, chứ con Phụng có buồn đâu, thương yêu gì mà buồn. Vợ chồng nó mới đi vô trong đồn điền định môn. Thầy hội đồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Thế nào tôi cũng phải đi, tưởng có thằng xã ở nhà, tôi biểu nó đi với tôi. Nó đi khỏi thì thôi, còn chị đi, tôi tưởng không ít gì. Thôi chị ở nhà, để tôi đi lên trển, tôi hỏi thăm coi công chuyện ra làm sao. Tôi tìm vợ nó, đặng tôi biểu chỉ mồ mả cho tôi biết, rồi sau tôi sẽ dắt chị lên, đặng mướn làm mã cho nó. Cô hội đồng tiếp nói: Nhà em nói phải lắm. Thôi, để ổng đi trước một mình lên hỏi thăm coi, rồi chị sẽ đi. Chừng chị đi, em sẽ đi với chị. Bà cả ngồi lặng thêm một hồi, rồi mới nói: Cậu tính như vậy cũng được. Thôi, đi trước một mình lên trển coi. Chứ tôi đi theo, lên đó chắc tôi chịu không nổi. Cậu phải ráng kiếm giùm con vợ nó mà dắt về đây, đặng tôi hỏi thăm cho rõ ràng. Chớ chết như vậy thì tức quá. Thầy hội đồng đứng dậy nói: Thôi, để tôi đi thẳng vô chợ Ô Môn, mướn một cái xe hơi, rồi tôi chạy về nhà thay đồ đặng đi liền. Thầy hội đồng đội nón ra đi. Bà cả kêu nói: Cậu nó lấy bạc bỏ theo lưng, đặng trả tiền xe chứ. Thôi, tôi có bạc sẵn đây, chị đừng lo. Cậu nó đi thì về mau mau, ở nhà tôi trông lắm. Bề nào cũng ngày mai tôi về mới tới chứ. Nhớ kiếm con vợ nó nghe không? Việc đó là việc cần nhất, quên làm sao được. Thầy hội đồng đi rồi thì cô hội đồng ở lại đó mà hú hí với chị cho chị bớt rầu. Tôi tớ trong nhà nghe tin chẳng lành ấy thì xì xầm truyền ngôn với nhau. Cách một giờ sau, chồng xóm hay hết nên tụ lại hỏi thăm. Cô hội đồng ở tới tối, vợ chồng Hữu Nghĩa đi định môn về rồi, cô mới chịu về nhà. Sáng bữa sau, cô trở vô sớm mà đón chồng về, coi công chuyện ra thế nào. Ông Chánh Bái Thành cũng lại ngồi đó mà chờ tin. Đến chiều, thầy hội đồng về mới tới. Bà cả thấy thầy bước vô nhà có một mình, bà chảy nước mắt mà hỏi: Nó đâu bệnh gì mà chết vậy? Kiếm không được vợ nó hay sao? Vợ nó đâu mà kiếm? Nó về ngoài Bắc rồi hay sao? Nó đã chết 5-6 tháng nay rồi. Ui cha chả, vợ nó cũng chết nữa. Chớ sao, công chuyện nghe thảm thiết hết sức. Để rồi tôi thuật lại cho chị nghe. Thầy hội đồng ngồi tại bàn giữa với ông Chánh Bái, kêu sớp phơ vô trả tiền xe. Trong nhà lặng trang, ai nấy đều ngồi im lìm chờ nghe tin tức. Duy chỉ có Hữu Nghĩa đi rót một tách nước trà, bưng lại để trước mặt thầy hội đồng. Sớp phơ lấy tiền đi rồi, thầy hội đồng mới nói: Hôm qua 4 giờ chiều, tôi lên mới tới bà Chiểu. Tôi đi lại dãy phố ở phía sau rạp hát thầy Cai mà hỏi thăm. Họ chỉ căn phố của thằng ba ở cho tôi coi. Mà họ nói chôn nó rồi, thì có một ông giáo sư Trường Vân Thế chở đồ đạc đi hết, rồi trả phố lại cho chủ. Nên bây giờ phố bỏ trống. Tôi hỏi thăm vợ nó, thì họ nói cách 5-6 tháng trước, vợ nó đẻ một đứa con gái. Đẻ được đâu chừng một tháng, thì vợ nó đau tim mà chết. Nó mướn một người vú nuôi con nhỏ. Người vú tên Thì, hồi trước cũng ở gần đó. Hồi kia chôn nó rồi, thì vợ chồng người vú dọn đồ đi chỗ khác, không biết ở đâu. Bà cả khóc và nói: Té ra nó có con. Thầy hội đồng gật đầu. Ông Chánh Bái nói: Vợ chồng nó chết hết, mà nó có con á, thì mình phải đem con nó về nuôi chứ. Người vú dọn nhà ở chỗ khác, nên mình ráng hỏi thăm, thì có lẽ cũng phải ra mối. Họ nói có ông giáo sư nào dọn đồ đạc của nó, chắc ông cũng lãnh nuôi giùm con nó chứ gì. Sao cậu hội đồng không kiếm giáo sư đó hỏi, rồi đem con nhỏ về cho thím cả? Thầy hội đồng đáp: Tôi có đi kiếm chứ. Nhờ có đi kiếm nên tôi mới biết nhiều việc đáng buồn lắm. Bà cả hỏi: Mà thằng ba tôi á, nó đâu bệnh gì, nó chết gấp vậy? Đầu lâu lắm mới chết, chứ có chết gấp đâu chị. Nó mang chứng bệnh ho lao đã lâu rồi, vì buồn rầu, vì không có tiền uống thuốc, lần lần thân thể gầy mòn nên mới chết chứ.
bất nhân quá. Chớ chị nó đau nó cho mình hay, thì có lẽ nào chết như vậy? Có, nó có cho hay. Để tôi thuật lại hết công chuyện cho chị nghe. Hỏi trong bà Chiểu rồi, tôi trở ra Tân Định kiếm Trường Vân Thế. Tôi hỏi thăm thì ông hiệu trưởng nói thằng ba dạy trường ông hơn 10 tháng rồi. Từ ngày nó đi cho tới bữa nay thiệt đã hơn 10 tháng. Té ra lên Sài Gòn rồi, nó vô trường đó mà dạy, chứ có trở ra ngoài Bắc đâu. Phải, chị đuổi nó thì nó lên đó xin dạy học liền. Tới bây giờ tôi mới hay, chớ xưa rạy tôi tưởng nó ra Bắc. Tôi hỏi ông hiệu trưởng, vậy vợ chồng nó đâu bệnh gì mà chết hết, còn con của nó có gửi cho ai nuôi giùm? Ông hiệu trưởng nói có ông giáo sư Tự Cường là bạn thân thiết của nó, lúc nó đau ổng săn sóc, lúc nó chết ổng lo tống tán. Vậy tôi phải hỏi ông ấy mới rõ được. May lúc ấy mãn giờ học, ông hiệu trưởng bàn cho ông Tự Cường lại phòng khách cho tôi hỏi thăm. Ban đầu ổng dè dặt, tôi hỏi ổng nói lơ là, coi bộ không chịu nói rành việc gì hết. Tôi mới nói tôi là cậu ruột của Như Thạch, tôi thương nó lắm. Hồi nó dắt vợ nó về Ô Môn, chị rầy rà thì tôi can gián hết sức. Bởi chị đuổi nó đó, tôi không hay. Mà xưa rầy tôi vẫn tưởng vợ chồng nó trở ra Bắc. Chớ chị tôi hay nó lên Sài Gòn mà dạy học, thì tôi đã đem vợ chồng về tôi nuôi, rồi tôi bao bọc cho nó làm ăn. Nghe nói vậy, ông Tự Cường mới chịu nói thiệt. Ông nói thằng ba bị chị đuổi, thì nó lên Sài Gòn xin vô trường Vân Thế liền. Vì ăn lương ít nên vợ chồng phải vô ở một căn phố chật hẹp trong Bà Chiểu. Nó nghèo cực lung lắm. Vợ nó có nghén mà lại đau tim nữa. Để một đứa con gái đau được một tháng thì vợ nó chết. Nó phải mướn vốn nuôi con. Mà nó cũng đã mang bệnh ho mấy tháng trước rồi. Phần buồn vì gia đình, phần không có đủ tiền uống thuốc, nên bệnh càng ngày càng thêm nặng rồi mới chết. Nó chết thì anh em đồng nghiệp hùng tiền mà chôn cất nó. Vậy không biết bà con nó ở đâu đặng cho hay. Nên anh em mới cậy ông hiệu trưởng ấn hành tờ ai phó trong nhật trình, lại xin chở bàn ghế chút đỉnh đem về trường mà gửi. Như tôi muốn lãnh đồ ấy thì nói với ông hiệu trưởng lãnh về. Ông Tự Cường lại dắt tôi vô trong ngã năm gia đình, chỉ mồ mả của vợ chồng nó cho tôi biết. Ông có mướn làm trụ đá cắm trên đầu mã rành rẽ lắm. Bà cả nghe tới đó thì bà khóc trống lên, nghe rất thảm thiết. Ông Chánh Bái với vợ chồng thầy hội đồng cảm động nên cũng chảy nước mắt. Ông Chánh Bái hỏi, sao cậu không hỏi ông Tự Cường coi bây giờ con nó ở đâu? Thầy hội đồng trợn mắt đáp, à, nãy giờ tôi thuật lại mà bỏ sót việc ấy. Tôi có hỏi chứ. Ông Tự Cường nói cách 10 ngày trước, thằng ba nó biết nó sẽ chết nên nó có viết thơ mà xin lỗi chị cả. Trong thơ nó có nói chuyện đứa con của nó. Nó đợi hoài không thấy bà con ai lên hết. Nó chắc chị cả bỏ đứt nó nên nó phải kêu người ta mà cho đứa con. Nó cho ai á, ông Tự Cường không hiểu, nên ông không biết đâu mà chỉ. Ông Tự Cường nói quả quyết với tôi rằng á, cách 10 bữa trước ngày thằng ba chết, nó có gửi thơ về cho chị cả. Vậy chứ chị cả không có được cái thơ đó hay sao? Bà cả đáp, từ ngày nó ra đi cho tới bây giờ, tôi có được cái thơ nào của nó đâu. Thầy hội đồng châu mày nói, không, mới mười mấy bữa rày đây, chị không có được thơ của nó hay sao? Thơ nó gửi có lý nào lạc đường? Hay là thơ lại, chị không có ở nhà? Rồi vợ chồng thằng xã bỏ dẹp đâu đó chứ gì? Con hai à, hôm nay có thơ nào gửi lại cho chị cả hay không vậy cháu? Cháu nhớ lại coi. Cô Phụng đứng ngồi phía sau lưng bà cả. Nghe hỏi thì cô đứng dậy nói không có. Nhưng mà lời nói nghe yếu xịu, lại bộ tịch bợ ngỡ lắm. Thầy hội đồng trợn mắt nói, không lý không có. Ông Tự Cường nói thằng ba có trối với ổng. Nó nói cách 10 bữa trước, nó có gửi thơ về cho chị cả hay nó gần chết và xin chị cả lên đem con nó về nuôi. Nó đợi hoài không thấy ai hết, nên nó phải kiếm người mà cho con nó. Cháu nhớ lại coi, chừng mười mấy bữa rày đây á, có được cái thơ nào hay không? Thưa, cháu không thấy. Kỳ quá. Đâu, cháu kêu hết bầy trẻ ở trong nhà ra đây cho cậu hỏi coi. Kêu hết ra đây. Cô Phụng vâng lời, kêu con Tí, chú Hưng, chị Thình ra đủ mà. Thầy hội đồng hỏi, cách chừng 10 bữa rày hoặc nửa tháng nay, đứa nào có thấy trạm đem thơ lại đây hay không? Bày nhớ coi. Chú Hưng nhanh nhẩu nói, à, thưa có, hôm trước tôi đứng ngoài cửa ngõ, trạm có đưa tôi một cái thơ, tôi đem vô nhà. Cậu xã đi khỏi, bà mắc nghỉ trưa nên tôi đưa cho cô hai. Thầy hội đồng ngó cô Phụng, cô ngó chú Hưng hỏi,
đưa hồi nào đâu? Cô đương nằm trên võng, tôi đưa thơ cho cô đó, cô quên hay sao? Chuyện đó lâu rồi mà. Không, mới chừng mười mấy bữa rày đấy mà. Tôi nhớ rồi. Hôm trước cha thằng Nhân đi khỏi, chú Hưng đưa cho tôi một cái thơ, tôi bỏ vô trong tủ. Tôi tính để cha thằng Nhân về, tôi sẽ biểu đọc coi thơ của ai. Hổm rày tôi quên, để tôi kiếm lại coi cái thơ có còn hay không. Cô Phụng đi vô buồn. Hữu Nghĩa ngồi tại bàn viết gục mặt, không nói chi hết. Thầy hội đồng nóng nảy ngồi không được, thầy đứng dậy ngó bà cả mà nói. Chắc cái thơ đó rồi, ăn ở như vậy thì giết người ta được, khốn nạn quá. Bà cả kêu nói. Hai à, lấy đem ra đây cho mau, đặng đọc nghe coi. Nếu bỏ trong tủ thì còn đó, chứ ai vô đây lấy. Cô Phụng cầm cái thơ đem ra, thì thơ đã xé bao rồi. Thầy hội đồng biểu đưa cho thầy, thầy cầm coi ngoài bao rồi nói. Phải rồi, chữ của thằng ba đề bao đây, mà thơ ai đã xé coi rồi đây mà. Bà cả muốn nghe coi con nói gì, nên bà biểu. Đâu, cậu nó đọc thơ nghe coi mà. Thầy hội đồng rút thơ ra đọc. Thưa má, mấy tháng nay con mang một chứng bệnh không thể trị được, là chứng bệnh ho lao. Bệnh đã nặng lắm rồi, nên sự sống của con chắc chẳng còn bao lâu nữa. Vợ của con cũng đã chết rồi, chết cách 5 tháng trước. Ấy vậy trong ít ngày nữa đây, thì hai đứa ngỗ nghịch dám trái chế độ gia đình đều phải bị trời phạt, không cho ở thế gian này mà phản ngược với thành kiến của xã hội. Trước khi lìa cổ Dương Trần, con viết thơ này kính gửi đôi lạy mà từ giả má, và cúi xin má tha tội cho con là đứa không kể ơn sanh thành, làm cho má buồn, má giận. Sau này con xin thưa cho má hay, vợ chồng con có sanh một đứa con gái, hiện nay nó vừa mới được 6 tháng. Nếu má nhìn nhận nó có một phần máu thịt của má hoặc là di tích của dòng họ Lý, thì má cho người lên đem nó về mà nuôi dưỡng. Chớ hễ con chết rồi thì nó sẽ trở nên một đứa vô gia đình, vô thân tộc. Con cúi đầu vĩnh biệt má. Ơn sanh thành con xin để kiếp sau con sẽ đền đáp. Lý Như Thạch, ở phố phía sau rạp hát Thầy Cai, tại Bà Chiểu, Gia Định. Bái thơ. Thầy hội đồng đọc thơ rồi thì thầy châu mày đỏ mặt la lớn rằng: Phụng, thiệt rõ ràng á, vợ chồng mày hiệp nhau mà giết em mày. Ngày thằng Thạch dắt vợ nó về, chị cả giận đuổi nó, vợ chồng mày không có được một lời can gián. Khi nó gần chết, nó viết thơ như vậy mà vợ chồng mày giấu biệt, không cho chị cả hay. Bày ăn ở như vậy á thì khốn nạn quá. Nếu bày cho chị cả hoặc cho tao hay á, thì tao lên á, tao rước em bay về dưới này mà nuôi nó. Ví dầu á, nó phải chết đi nữa thì cũng khỏi chết nơi đất khách quê người. Lại con nó cũng khỏi phiêu lạc. Bây giờ á, biết con nó đâu mà tìm. Tao hiểu hết. Bay muốn cho thằng Thạch chết mà lại tuyệt tộc nữa, đặng bay muốn á, ăn gia tài cho trọn. Không được đâu. Thái độ của bay như vậy á, trời không cho bay á, trọn hưởng giàu sang đâu. Tao hứa chắc với bay á, tao sẽ cản đường bay. Tao sẽ kiếm con của thằng Thạch cho được á, tao mới yên lòng. Để tao cất cái thơ này á, đặng ngày sau á, tao đưa cho con của thằng Thạch nó coi, cho nó biết lòng dạ của cô nó. Thầy hội đồng xếp thơ mà bỏ vô bóp phơi, coi bộ thầy giận luôn lắm. Hữu Nghĩa với cô Phụng mặt mày tái xanh, ngồi nín thinh, không chối cãi một lời nào hết. Bà cả cứ ngồi khóc, nước mắt tuôn dầm dề. Bà nói bẹo rằng: Thôi, tại tôi hết thảy. Cậu nó nóng giận rầy rà, bây giờ thằng Thạch á, cũng không sống lại được. Thôi để giúp tôi á, mà lo làm mồ mả cho vợ chồng nó, hoặc xin lấy cốt đem hết về dưới này, cho nó nằm một bên cha nó. Tôi á, cũng còn cãi cậu nó, làm sao kiếm giùm cho được con nhỏ đặng cho tôi nuôi. Máu thịt của tôi lẽ nào tôi bỏ cho đành. Thầy hội đồng cười gằn mà đáp: Chị không cãi á, tôi cũng làm.